Thanh Hằng xin chào quý khán thính giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh MC Thanh Hằng Official. Quý vị thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Thanh Hằng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tập 2 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị cùng theo dõi ngày sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Thanh Hằng bằng cách nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như để lại cảm nhận của quý vị sau khi nghe truyện nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Hôm nay Lý Thế Bảo không có ở nhà, tâm trạng của cô thật sự rất thoải mái, đứng ngoài vườn vừa tưới nước cho hoa vừa hát. Lúc này bà chủ bước ra, cô cũng không hay, bà đứng phía sau hỏi: "Hôm nay tâm trạng của con tốt quá nhỉ, con có chuyện gì vui phải không?" Cô cúi đầu chào bà chủ trả lời: "Dạ thưa bà, con tưới cây nên hứng lên hát vậy thôi chứ không có ý gì đâu ạ." "Con lại đây ngồi nói chuyện với ta." Cô bước vào chòi chỗ bà chủ đang ngồi nhưng không dám ngồi, chỉ đứng thưa chuyện với bà. Bà chủ vỗ chỗ bên cạnh và nói với cô: "Khả Hân, con đến đây ngồi bên cạnh ta đi." "Dạ, nhưng mà con không dám, với lại chân người con đất cát dơ bẩn lắm ạ." "Không sao, con cứ đến đây ngồi với ta." Cuối cùng cô cũng nghe lời bà chủ ngồi bên cạnh bà. Bà nhìn cô cười hiền hậu và thân thiện. Cô tưởng ước mình có một người mẹ như bà, nhưng không thể, cô không có phúc phần đó. Bà đưa tay lên vuốt tóc cô hỏi: "Mấy hôm nay có đi theo thằng con trai của ta, nó có làm khó con không? Hay có la dễ con không?" "Dạ không có ạ, thiếu gia không có làm khó con ạ." Bà cười và nắm tay cô nói: "Thằng con của ta tính khí thất thường, lại thích làm theo ý mình. Từ trước đến giờ không có ai làm người hầu riêng cho nó, mà chịu được cái tính của nó quá 3 ngày. Còn ở bên nó mấy hôm đã là quá bất ngờ rồi. Ta chỉ sợ nó ăn hiếp con, làm con mệt mỏi với nó thôi." Cô mỉm cười trả lời bà: "Dạ con ổn ạ, con cảm ơn bà chủ thương con và cứu giúp con ạ." Bà cười nụ cười thật hiền hòa nói: "Trước đây ta cũng là con nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn, chỉ biết cố gắng học và đi làm như con bây giờ vậy. Sau này khi ta gặp, yêu và kết hôn với ông già thì mọi thứ mới thay đổi, nên ta rất thương người khó khăn. Trong nhà ta luôn chỉ dạy mọi người yêu thương lẫn nhau, mà con là một đứa bé hiền lành, ngoan ngoãn nên ta rất thương." Giờ thì cô đã hiểu về sao, ngoài vị thiếu gia khó ở đó ra, thì hai vị tiểu thư và mọi người trong nhà đều rất hiền lành, dễ thương. Nên khi vào đây ở, cô cảm thấy như ở trong một gia đình vậy. Mọi người luôn coi cô là em út để chỉ dạy. Cô cúi đầu nói: "Dạ, con cảm ơn bà chủ, nhờ bà thương và mọi người ở đây tốt với con, nên con rất biết ơn bà chủ đã cưu mang con ạ." Lúc này bà mới nói với cô: "Thật ra ta thương hoàn cảnh của con, ta muốn nhận con làm con nuôi của ta, con thấy thế nào?" Cô bất ngờ vì không nghĩ bà chủ sẽ nói vậy. Nếu bà ấy biết chuyện của cô và thiếu gia thì thế nào đây? Cô liền lắc đầu nói: "Thưa bà chủ, con được người cứu giúp là phúc của con rồi, con không dám đâu ạ." Lúc này từ trong nhà ông chủ bước ra, cô thấy ông đến thì cúi đầu chào: "Con chào ông chủ ạ." Ông cười vui vẻ ngồi phía đối diện nói: "Con cứ ngồi xuống đi, không cần sợ, hai người đang nói chuyện gì à?" Lúc này bà chủ cười và nói với ông chủ: "Em đang nói chuyện với con bé và hỏi ý của con bé có muốn nhận em làm mẹ nuôi không. Khi có Lý Sa đứng phía sau thì đám người đó sẽ không dám làm gì con bé nữa." Ông chủ ngồi dựa vào ghế nói: "Em và anh thì thương con bé rồi, nhưng quan trọng là ba đứa con của mình có đồng ý hay không." "Tại sao lại không đồng ý chứ, tôi nhỏ cũng thích con bé mà." "Anh biết, nhưng chắc chắn là có đứa không chịu. Chuyện này anh nghĩ em đợi mấy đứa nhỏ đi chơi về rồi bàn với tụi nó được không, chứ không là có đứa làm ầm lên đó." Ông chủ vừa nói vừa nhìn qua cô cười. Tự nhiên cô không làm gì mà thấy chột dạ nên cúi thấp đầu xuống. Ông chủ nói:
Con đừng có sợ, ta và bà nhà đều rất thương con. Ai đụng tới con thì cũng như đụng đến một trong ba đứa con của ta vậy. Cô cúi đầu nói. Dạ, con thật sự rất biết ơn ông bà chủ thương con nhiều như vậy ạ. Ông chủ cười, tuy nụ cười hiền hậu nhưng thấy rõ sự từng trải và có chút lạnh lùng làm người đối diện hơi sợ. Lấy thế bào lạnh lùng cũng có phần giống ông chủ, nhưng ở ông chủ có nét thân thiện hơn. Ông chủ hỏi cô. Mấy hôm nay con có bị thằng con của ta la dày hay làm khó con không? Công nhận hai ông bà hỏi y chang như nhau. Cô lắc đầu nói. Dạ không có, thiếu gia không có la hay làm khó con ạ. Ừ, như vậy thì tốt. Nếu nó làm khó con thì cứ việc nói với ta, ta sẽ trị tội nó. Cô cúi đầu nói. Con cảm ơn ông chủ, bà chủ ạ. Ông cười và nói. Được rồi, giờ hai người ngồi nói chuyện với nhau, ta có việc phải đi. Ông quay qua bà chủ nói. Anh đi nhà, bà xã. Công nhận ông chủ và bà chủ lớn tuổi mà vẫn tình cảm ghê. Nói xong, ông chủ đứng dậy vào nhà chuẩn bị đi làm. Cô vẫn có được bà chủ giữ lại ngồi nói chuyện với bà một chút. Đúng là không có Lý Thế Bảo ở nhà, Khả Hân vui vẻ hẳn. Vừa tắm rửa xong thì điện thoại reo lên. Cô đang nghĩ xem là ai gọi thì người gọi đến là Lý Thế Bảo. Vừa bắt máy thì nghe anh hỏi. Em đang làm gì? Tôi chuẩn bị đi ngủ. Giờ này anh điện cho tôi có gì không? Tôi không thể gọi cho em mà. Mà không có tôi, em ngủ sớm thế. Hôm nay em đã làm gì? Tôi chỉ làm việc nhà thôi, chứ không có làm gì cả. Lý Thế Bảo gật đầu, có vẻ như anh chuẩn bị đi ra ngoài. Cô thấy trên người anh mặc áo sơ mi nghiêm chỉnh, anh nói. À, ở đây rất đẹp. Lần này vì tôi đi cùng em gái và bạn nên không dẫn theo em được. Với gần đây em cứ tránh mặt tôi miết. Lần sau tôi sẽ dẫn em đến đây chơi. Đây, để tôi quay cho em xem. Nói xong, Lý Thế Bảo quay lại camera sau để cho Khả Hân nhìn thấy. Phòng của anh rất rộng, còn có view đẹp. Nhìn ra ngoài cửa sổ là cả thành phố Bangkok. Anh chỉ cho cô xem tòa nhà xa xa kia có gì, tòa nhà kế bên là gì. Kiểu như muốn nói với cô nơi anh ấy đến đẹp ra sao vậy đó. Em thấy đẹp không? Khả Hân nhìn qua màn ảnh mà mỉm cười. Đúng thật là rất đẹp. Cô chưa bao giờ được nhìn thấy. Lý Thế Bảo thấy cô cười, vừa quay lại camera trước vừa nói. Em cười rất đẹp, nhưng sau khi ở bên tôi không bao giờ em cười hết vậy. Cô liền ngừng cười và không trả lời. Ánh mắt anh nhìn cô qua màn hình điện thoại thật dịu dàng. Nhưng Khả Hân biết mình không với tới được người đàn ông này, nên từ đầu đừng nên mơ mộng. Thôi em ngủ đi, tôi ra ngoài với bạn, em ngủ ngon. Thấy cô không trả lời và cúi đầu xuống, Lý Thế Bảo nói tạm biệt rồi tắt máy. Rồi những ngày sau đó, khi đi đâu chơi, anh cũng chụp ảnh gửi cho Khả Hân với dòng tin nhắn. Người đàn ông của em đẹp trai không? Em có nhớ tôi không? Ở đây nếu có em thì càng đẹp hơn. Buổi tối, anh luôn điện cho cô, nói vài câu rồi cúp máy ngủ. Hôm nay cũng xong việc sớm, vừa nằm xuống thì điện thoại reo lên. Không cần đoán, Khả Hân cũng thừa biết là ai. Khi cầm điện thoại lên thì y như cô đoán, người gọi đến là Lý Thế Bảo, đang gọi video cô cho cô vừa bắt máy. Bên kia, Lý Thế Bảo chắc đang ở trong phòng ngủ, bởi vì Khả Hân thấy phía sau anh là chiếc giường ngủ. Anh không mặc áo để lộ ra bờ ngực sàn chắc. Anh nói, em đang làm gì? Tôi chuẩn bị đi ngủ. Mấy hôm nay tôi không có ở nhà, em có nhớ tôi không? Không có. Sao em lại lạnh lùng như vậy? Tôi thì rất nhớ em. Không có em, mấy hôm nay tôi thật khó ngủ. Khả Hân không trả lời, anh ấy lúc nào cũng nói mấy lời như này để dụ dỗ cô. Thấy cô gái nhỏ không trả lời, Lý Thế Bảo nói. Tôi sắp về rồi, em nói tôi nghe xem thử, em thích gì nào, tôi sẽ mua cho em. Không cần đâu, anh không cần phải mua gì hết cả, tôi không thích gì đâu.
Sao em cứ cứng đầu thế hả? Không thể tha lòng với tôi được một chút sao? Anh là thiếu gia, tôi chỉ là người hầu riêng của anh, nên tôi không muốn quá phận. Lý Thế Bảo khó chịu nói. Em đợi xem, nhất định có một ngày em sẽ chấp nhận tôi. Xong rồi anh ấy lảng qua chuyện khác. Ở đây rất đẹp, dịp nào tôi rảnh tôi sẽ dẫn em đến đây chơi cùng với tôi. Mấy hôm nay đi đâu Lý Thế Bảo cũng chụp ảnh cho cô xem, thật sự ở đó rất đẹp. Đang suy nghĩ thì Lý Thế Bảo hỏi. Em nói xem tôi phải làm gì, em mới không né tránh tôi. Em đợi đi, khi tôi về tôi tính sổ về. Không có mà. Giờ sợ sao? Vậy em nói xem, em thích cái gì? Tôi không biết, vì tôi không đến đó bao giờ, nên tôi không biết ở đó có gì mà thích. Vậy được rồi, tôi sẽ mua theo ý của mình. Giờ thì em đi ngủ đi, ngủ ngon, và mơ đến tôi nhé, bé cưng. Nói xong, Lý Thế Bảo cúp máy, cô nằm xuống giường và suy nghĩ. Khả Hân là một người rất bình thường, tại sao Lý Thế Bảo lại cố chấp với cô như vậy? Bên cạnh anh có biết bao nhiêu cô gái đẹp và hợp với gia đình của anh, tại sao cứ bắt ép cô? Mãi suy nghĩ, đến khi ngủ quên mất, sáng hôm sau, cũng như mọi khi, cô xuống phụ giúp mọi người và nghe bà quản gia nói. Khả Hân, hôm nay con dọn dẹp phòng của thiếu gia nhé. Hôm nay cậu ấy trở về đó. Khả Hân bất ngờ hỏi. Bác quản gia, không phải thiếu gia đi mấy ngày nữa mới về sao ạ? Sao hôm nay lại về rồi ạ? Bà quản gia nói. Đúng là mấy hôm nữa mới về, mà không biết trong nhóm bạn của thiếu gia ai đó có việc gấp trở về, thế nên mọi người cùng nhau về hết luôn. Nên có hôm nay lo dọn dẹp trên đó đi nhà. Khả Hân gật đầu và chuẩn bị đồ đạc đi dọn dẹp phòng ngủ cho Lý Thế Bảo. Đến chiều, Lý Thế Bảo cùng hai người tiểu thư trở về. Khả Hân hôm nay đã lau dọn hết tất cả ở tầng 2 sạch sẽ, vì cô biết Lý Thế Bảo là một người ưa sạch sẽ. Lúc này cô đang ở trong phòng thay ga giường mới cho thiếu gia, thì từ phía sau có một vòng tay ôm trọn lấy cô. Người thấy mùi thơm quen thuộc, Khả Hân liền biết đó là ai. Cô xoay người lại và đẩy Lý Thế Bảo ra, nói. Anh đừng làm vậy, tôi đang làm việc và người tôi rất hôi. Không có, tôi cảm thấy thơm mà. Vừa nói, Lý Thế Bảo vừa cúi xuống, hôn lên cổ cô và để lại dấu vết nhỏ. Khả Hân hốt hoảng nói. Anh đừng làm vậy, mọi người sẽ thấy. Không sao đâu, không có ai nghi ngờ đâu, nên em đừng có lo. Khả Hân cố gắng để mẹ anh ra rồi chạy qua bên góc bên kia, nói. Anh đừng có qua đây mà. Anh đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm tối. Tôi làm xong cái này, sẽ đi xuống. Anh đừng qua đây nữa. Lý Thế Bảo có vẻ cũng mệt mỏi sau chuyến bay nên không trêu chọc cô nữa, đi vào phòng lấy đồ để đi tắm. Khả Hân làm xong việc thì chạy xuống nhà phụ mọi người nấu cơm. Đang đứng xếp sau lên đĩa thì một chị làm chung hỏi. Khả Hân, trên cổ em có vết gì đỏ vậy? Em bị muỗi chích à? Khả Hân hết hồn, cô vội nói dối. Dạ, lúc nãy có một con muỗi lớn chích em. Em ngừa quá nên em gái hơi đỏ. Chị ấy gật đầu rồi tiếp tục làm việc, không nghi ngờ gì, thật là dọa chết cô mà. Sau khi dọn cơm xong, cả nhà ông bà chủ, thiếu gia, hai vị tiểu thư và một người đàn ông mấy lần ghé nhà ăn cơm. Chắc là người này sẽ là chồng của một trong hai vị tiểu thư. Buổi tối, cả nhà bà chủ ngồi ở phòng khách ăn trái cây. Lúc này mọi người đã được cho ra nhà sau, nhà dành cho người làm nghỉ ngơi. Trong nhà lúc này chỉ có quản gia và Khả Hân là người hầu riêng của thiếu gia ngủ lại nhà chính. Lúc này bà chủ lên tiếng nói. Mẹ có chuyện này muốn bàn với các con. Hôm bữa mấy đứa đi chơi nên mẹ không có nói. Mấy người thiếu gia tiểu thư đều chăm chú nghe bà nói. Mẹ muốn nhận Khả Hân làm con gái nuôi, các con thấy thế nào? Lúc này có hai luồng ý kiến cùng lúc thốt lên. Tụi con đồng ý ạ? Con không đồng ý. Hai âm thanh đồng ý là của hai vị tiểu thư
còn người phản đối kia là Lý Thế Bảo. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lý Thế Bảo. Tuệ Nhi lên tiếng đầu tiên. Sao vậy anh hai? Bé Hân dễ thương mà. Tiếp đó Tuệ Nhiên cũng nói. Đúng đó, bé Hân hiền và hiểu chuyện như vậy, có gì mà anh phản đối? Khuôn mặt của Lý Thế Bảo đen thui, nói. Anh nói không được là không được, hai đứa không có quyền cãi. Lúc này thì bà chủ lên tiếng. Tại sao con lại không đồng ý? Nếu con bé được nhà chúng ta bảo vệ thì mẹ ruột con bé sẽ không thể làm hại em nó được. Lý Thế Bảo lúc này tức giận đứng lên và cường quyết nói. Con nói không được là không được, bảo vệ Khả Hân thì con sẽ bảo vệ cô ấy, sẽ không ai dám làm gì hay đụng vào cô ấy được. Còn chuyện kia, nghĩ mọi người cũng đừng nên nghĩ tới. Nói xong, Lý Thế Bảo đùng đùng giận dỗi, bước đi lên lầu và không nói gì thêm. Ông chủ thì nói. Em thấy không, anh đã bảo rồi mà. Khi em nói ra chuyện này, thì nhất định có đứa không đồng ý. Lúc này, bà chủ mới hỏi ông chủ. Sao anh biết vậy? Anh đoán. Nói xong, ông chủ chỉ cười và không nói gì thêm. Tuệ Nhi bực bội nói. Nhận làm em gái thì không chịu. Bộ anh hai muốn bé Hân làm người hầu để anh sai khiến suốt đời ư? Chị Tuệ Nhiên thì lắc đầu. Ông anh già khó tính, trước giờ chuyện gì mà cả nhà đồng ý thì anh ấy cũng không phản đối, sao tự nhiên chuyện này lại làm căng như vậy? Không lẽ anh ấy không thích bé Hân? Quay qua nhìn cô, nhị tiểu thư hỏi. Bé Hân, em nói thật với chị và mọi người đi, anh hai có làm khó em không? Ông anh của chị có ăn hiếp em không? Khả Hân lắc đầu nói. Dạ không có, thiếu gia không có ăn hiếp em, nên mọi người đừng có hiểu lầm ạ. Được rồi, nếu anh ấy có ăn hiếp em thì phải nói với chị đòi lại công bằng cho em nhà. Tuệ Nhiên nói. Dạ, em cảm ơn hai chị đã thương em mà. Cô cúi đầu rồi cũng không dám nói gì thêm. Khả Hân biết vì sao Lý Thế Bảo không đồng ý, vì anh ấy không muốn cô làm em gái của anh ấy. Thế Bảo chỉ muốn cô làm người phụ nữ của anh ấy để anh trêu ghẹo. Khả Hân biết rõ mà chỉ là cô thật sự cảm động vì ai cũng thương mình. Khả Hân đợi mọi người ăn uống xong, cô mới dọn dẹp đi về phòng. Lúc mở cửa thì cô đã thấy Lý Thế Bảo cái mặt một đống ngồi trên giường của mình rồi. Cô đóng cửa rồi đi đến hỏi. Anh qua đây có chuyện gì không? Lý Thế Bảo ngước mặt lên, khuôn mặt lạnh lẽo làm cho cô cảm thấy sợ. Anh ta nhìn Khả Hân hỏi. Em nghĩ xem. Nhìn thấy cái mặt đang tức giận đó nhìn mình chằm chằm, Khả Hân lùi lại mấy bước. Cô định bước ra khỏi phòng thì Lý Thế Bảo đứng dậy và ôm cô lại, kéo cô qua phòng ngủ của anh. Bởi vì phòng của cô hét lớn lên sẽ có người nghe thấy, còn phòng ngủ của anh thì vô phương cứu chữa. Cô có hét đến khàn cổ cũng không ai nghe. Qua đến phòng ngủ của mình rồi, Lý Thế Bảo buông tay Khả Hân ra, đứng chặn tại cửa nối giữa hai phòng, dựa lưng nhìn cô cười nguy hiểm. Khả Hân cắm đầu chạy lại cửa phòng để mở cửa thoát thân thì cửa không mở được. Lý Thế Bảo nhếch môi đưa cái điều khiển khóa cửa lên, lắc lắc nói. Em nghĩ tôi ngủ ngốc, để cho em chạy sao? Cô sợ hãi nói. Anh muốn làm gì? Mấy hôm nay em ở nhà đã làm gì khiến mẹ tôi đòi nhận em làm con nuôi? Tôi không có. Hôm trước khi anh vừa đi, bà chủ có gọi tôi lại và hỏi ý kiến của tôi về việc đó, nhưng tôi đã từ chối rồi. Tôi thật sự không muốn trèo cao đâu mà. Vừa nói cô vừa cúi đầu thu thít. Nghe được câu trả lời của cô, Lý Thế Bảo mới giãn cơ mặt ra một chút, đi đến giường ngồi xuống và ngoắc tay ý kêu Khả Hân lại. Khả Hân còn sợ nên chưa dám bước đến thì Lý Thế Bảo lên tiếng. Đến đây, mau lên. Bước đến, chưa kịp nói gì, Lý Thế Bảo đã nắm tay cô kéo lại để Khả Hân ngồi lên đùi mình. Cô gục cổ nói. Anh buông tôi ra đi, tôi chưa tắm, cả ngày nay làm việc rất dơ. Anh tắm rửa xong rồi, đừng có ôm tôi. Lý Thế Bảo không những không buông mà ôm cô chặt hơn, đưa tay vuốt má cô, nói. Em không được làm em gái tôi, tuyệt đối không được.
Em chỉ có thể là vợ tôi mà thôi. Khả Hân không dám gật đầu, cũng không dám lắc đầu. Vì đằng nào cô cũng không muốn ôm cô một chút. Lý Thế Bảo nói, em chưa tắm, hay là để tôi giúp em nhà? Không, không cần đâu mà. Nhưng không được rồi, ở trong phòng ngủ của anh thì cô không có quyền quyết định. Lý Thế Bảo một mạch ôm Khả Hân vào phòng tắm, đóng cửa lại. Cô vội vàng nói, tôi tự tắm được rồi, anh ra ngoài đi. Hoặc là tôi về phòng tắm rửa xong, tôi qua có được không? Không thích, tôi muốn tự mình tắm cho em thôi. Vừa nói, Lý Thế Bảo vừa cởi đồ trên người ra, chân cứ bước đến gần cô. Khả Hân sợ hãi, lùi lại, người tiến người lùi, đến khi lưng cô chạm vào vách tường thì anh nói, có giỏi thì em đi xuyên qua tường để tránh tôi, còn không thì hôm nay em chết chắc rồi. Dứt câu, Lý Thế Bảo vươn tay kéo cô vào lòng, một tay giữ lấy eo Khả Hân, một tay giữ lấy sau ót cô mà cúi xuống hôn. Nụ hôn không nhẹ nhàng như mọi khi, mà nó như muốn nghiền nát môi cô, biểu hiện cho sự tức giận của anh. Lý Thế Bảo cứ thế hôn cô đến khi Khả Hân không thở được để anh ra, thì cô cũng phát hiện trên người mình không còn một mảnh vải nào cả. Anh đã cởi ra và vuốt xuống từ khi nào rồi? Khi hai thân thể không còn mảnh vải thì Lý Thế Bảo cầm tay cô để vào vật nam tính của mình mà khàn giọng nói, cái này của tôi, em đã sử dụng nó bấy lâu này thì em không được làm em gái của tôi nữa, hiểu chưa? Khả Hân gật đầu, ý nói đã hiểu. Lúc này Lý Thế Bảo mới cúi xuống nói nhỏ bên tai cô bằng giọng nói khàn khàn, em hiểu rồi thì giúp anh đi, mấy hôm nay xa em anh rất nhớ em. Cô không còn cách nào khác vì đã bị anh ấy bao vây nên đành phải làm theo lời anh nói. Lý Thế Bảo cúi xuống hôn lên môi cô, lần này thì không còn mạnh bạo như lúc này nữa mà nó nhẹ nhàng, dịu dàng và nựng nịu. Em thật sự rất quyến rũ, anh không có cách nào thoát ra được rồi. Và kết quả là tắm giúp cô đến bao lâu Khả Hân cũng không biết. Cô chỉ biết là khi mình mệt mỏi chịu hết nổi rồi thì anh ấy mới thực sự tắm cho cả hai và ôm cô ra ngoài. Lý Thế Bảo đặt Khả Hân xuống giường rồi nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô nói, bé yêu, ngủ ngoan. Sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ. Khả Hân thì quá mệt mỏi, không còn biết gì hết. Có Lý Thế Bảo thì ngủ ngon vì quá mãn nguyện. Sáng hôm sau, xém chút nữa Khả Hân ngủ quên vì hôm qua quá mệt mỏi. Lý Thế Bảo thức dậy trước, hôn lên trán cô nói, bé cưng, thức dậy đi, sáng rồi. Từ từ mở mắt ra, thấy Lý Thế Bảo đang nhìn mình, cô kéo mền lên che người lại, nói, anh anh cái gì mà anh, em thức dậy tắm rửa đi rồi xuống dưới nhà, không là mọi người nghi ngờ đó. Hôm nay tôi sẽ tự mặc quần áo, em ngủ muộn rồi, dậy đi bé cưng. Khả Hân gật đầu ngồi dậy và kéo chăn che người lại. Lý Thế Bảo cười xoa đầu cô nói, trên người em chỗ nào tôi chưa thấy qua mà em che, đi tắm lẹ đi. Nói rồi tự nhiên không ngại ngùng, Thế Bảo đứng lên đi vào phòng tắm. Lúc này cô mới tranh thủ chạy về phòng tắm rửa, đi xuống lầu phụ mọi người nấu ăn. Hôm nay cả nhà ông bà chủ có hẹn với nhà họ Trương gì đó để bàn chuyện hôn sự cho Lý Tuệ Nhi, nên cô chỉ làm việc của mình và không cần nấu cơm tối. Tối nay Khả Hân tranh thủ ngủ sớm tránh mặt Lý Thế Bảo, nhưng không ngờ anh đi về sớm. Cô quan tưởng lâu lắm anh ấy mới về, đáp chân lại cô nhắm mắt ngủ thì Lý Thế Bảo đi qua và nói, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, em qua phòng tôi ngủ, không lẽ tối nào em cũng muốn tôi ôm em về phòng à? Cô giả vờ ngủ không trả lời thì Lý Thế Bảo nhớ biết được âm mưu, nói, còn giả vờ ngủ, bây giờ tôi nói, một là em ngồi dậy và đi qua phòng tôi ngủ, hai là tại đây tôi sẽ ăn em trên giường của em chọn đi. Khả Hân nghe thấy tiếng bước chân đến bên giường thì mở mắt ra ngồi dậy. Lý Thế Bảo như đã được mục đích cười nói,
phải nghe lời sớm thì tốt không? Nói rồi, Lý Thế Bảo nắm tay Khả Hân kéo lên đi về phòng. Anh về, còn chưa tắm thì đã đi tìm cô rồi, vừa qua đến phòng ngủ, anh nói. Em lên giường nằm trước đi, chút nữa tôi tắm xong, ra cho em xem cách này. Khả Hân lại sợ Lý Thế Bảo làm chuyện kia, nên vừa hồi hộp vừa sợ. Một lát sau thì anh bước ra, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn ở eo, cô lắp bắp nói. Anh sao không mặc đồ vào đi? Hôm nay nóng quá, tôi không muốn mặc. Mà cơ thể tôi, đâu phải em chưa thấy quà, làm gì mà căng thẳng vậy? Cô biết mình không cãi lại, nên im lặng và ngồi cách xa xa. Lý Thế Bảo ngồi xuống giường, nói. Em lại đây. Qua đó làm gì? Kêu thì em qua đi, hỏi nhiều quá. Lý Thế Bảo không đợi cô qua, mà tự mình kéo Khả Hân để cô ngồi trên đùi mình, ôm cô gái nhỏ vào lòng, nói. Giết rồi không ôm em, là tôi không ngủ được. Khả Hân ngại ngùng, cúi thấp xuống, không dám nhìn thẳng vào Lý Thế Bảo. Anh sửa tư thế ngồi của cô lại, cho thoải mái, rồi quay qua tủ đầu giường, kéo ra, lấy một chiếc hộp nhỏ. Mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền hình trái tim. Bên trong trái tim là một đôi cánh thiên thần đang hạ xuống, nhìn rất đẹp. Lý Thế Bảo lấy sợi dây ra, đeo lên cổ cô nói. Tôi hỏi em thích gì, em lại không nói, cũng như không biết thích cái gì. Để tôi thấy cái này đẹp và mua cho em. Khả Hân không dám nhận nên định tháo ra và nói. Thiếu gia, cái này đắt lắm, tôi không nhận đâu. Lý Thế Bảo nắm tay cô lại, không cho tháo, nói. Đồ tôi tặng, em dám chế? Không phải, nhưng đắt tiền lắm, tôi không thể nhận. Không được, em phải đeo nó cho tôi thấy nó đẹp và rất hợp với em. Thiên thần trong tim tôi, nên dù giá nào em cũng không được tháo. Em thử tháo xem thì biết tay tôi. Nghe anh hăm dọa như vậy, cô cũng không dám tháo. Xem tới xem lui, Lý Thế Bảo có vẻ hài lòng, mỉm cười, rồi chủ mình để cô nằm xuống, ôm vào lòng, hôn lên môi cô một cái, rồi nói. Chúng ta ngủ thôi, chúc em ngủ ngon, bé cưng. Rồi với tay tắt đèn ngủ, Khả Hân thở phào nhẹ nhõm. Hình như cô cũng quen với hơi ấm của anh mà ở trong lòng Lý Thế Bảo ngủ ngon lành. Chiều nay làm việc xong rồi, cô ra ngoài vườn hoa chơi. Chị Tuệ Nhi sau hôm đăng ký kết hôn với con trai lớn của gia tộc họ Trương thì đã không còn ở nhà nữa. Cảm thấy nhớ cô ấy nên Khả Hân ra ngoài vườn hoa mà Tuệ Nhi thích để chơi. Đang ở ngoài vườn hoa hồng của Lý Tuệ Nhi xem xung quanh thì nhớ lại cô nghe mọi người nói về cô ấy thích hoa hồng màu hồng phấn nên thiếu gia đã cho người trồng một vườn hoa. Đúng là anh em họ thật yêu thương nhau. Khả Hân cũng ước mình có một người anh hay một người chị để đỡ cảm thấy cô đơn. Nhưng tiếc là cô không có, duy nhất có một người ba yêu thương nhất cũng rời đi sớm, không ở bên cô. Phía sau vườn hoa có một cái cây rất to, bóng cây có thể che hết nửa cái sân. Khả Hân lần trước tới cây mới để ý ở đây có một tảng đá lớn, chắc ai đó để ra ngồi chơi. Khả Hân đến đó ngồi và suy nghĩ đến cuộc đời mình mà tủi thân. Đang suy nghĩ, Lý Thế Bảo đi ra đến chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh hỏi. Em làm gì ở đây? Không có, ở trong không có gì làm, nên tôi ra ngoài ngồi chơi một chút. Sao anh không ở trong nhà đi? Tôi muốn ra đi tìm em, hôm nay ngày nghỉ nên tôi mới có nhiều thời gian về em. Khả Hân không biết nói gì hơn nên im lặng. Lý Thế Bảo nắm tay cô, mân mê ngón tay như vui lắm vậy, nhìn qua cô anh hỏi. Em có bao giờ suy nghĩ đến tương lai muốn làm gì không? Hay em đối tiếc nhất điều gì không? Hôm nay tự nhiên sao anh ấy hỏi cô như vậy ta? Như Lý Thế Bảo suy nghĩ một chút, Khả Hân nói. Điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời tôi là năm 14 tuổi, khi biết người đàn bà đó không còn yêu ba tôi nữa. Tôi đã không khuyên ba tôi từ bỏ bà ấy, để rồi bị kịch đến với cuộc đời tôi. Vừa nói, nước mắt Khả Hân không kiềm được mà rơi xuống. Cô với tay lau đi nước mắt, tiếp tục nói.
Nếu lúc đó tôi khuyên ba từ bỏ thì có lẽ cuộc đời tôi không mồ côi ba sớm như vậy. Để rồi tôi, cuộc sống của tôi mới phải trốn chạy như bây giờ. Gương mặt lên trời để nước mắt không rơi xuống, cô cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình. Lý Thế Bảo đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô và ôm người con gái nhỏ vào lòng, nói: Em đừng buồn nữa, quá khứ qua rồi, em cũng không thay đổi được. Với lại lúc đó em còn quá nhỏ, giờ có tôi ở đây, từ nay tôi sẽ bảo vệ em. Cảm xúc như vỡ òa, lần đầu tiên kể từ khi bà mất đến giờ, Khả Hân mới khóc một cách thương tâm như vậy, đã thế còn ở trong lòng của Lý Thế Bảo mà khóc. Cô không biết mình đã khóc bao lâu, đến khi bình tĩnh lại thì một bên ngực áo của Lý Thế Bảo đã ướt nhẹp hết rồi. Ngại ngùng ngồi thẳng lên, cô cúi đầu xin lỗi: Thiếu gia, thật xin lỗi, tôi đã không biết kiềm chế, làm áo anh dơ rồi. Lý Thế Bảo đưa tay vuốt tóc cô, nói: Không sao, nghe được lời tâm sự của em, tôi ướt bao nhiêu cái áo cũng được. Giờ nói với tôi, tương lai em tính thế nào? Khả Hân cười cười nói: Dạ, không có tính gì hết. Tôi muốn ở đây phục vụ cho ông bà chủ cả đời. Ở nhà này ai cũng thương tôi hết, nên tôi rất quý mọi người. Vậy tôi cũng thương em, tại sao em luôn tránh tôi, không chấp nhận tôi? Thiếu gia, anh đừng có như vậy. Tôi thật sự không muốn làm gì quá phận đâu. Tôi chỉ muốn yên ổn sống qua ngày thôi. Em nói em muốn ở đây cả đời chăm sóc ba mẹ tôi, thì em làm con dâu của họ mới có thể chăm sóc họ đến cuối đời được chứ. Anh... Anh cái gì mà anh? Cứ hễ nói chuyện không lại tôi là cứ anh này anh nọ. Vậy sao không chịu nghe tôi gì hết vậy? Khả Hân cạn lời, không thể cãi lại người đàn ông này, nên tốt nhất là im lặng, không nói gì hết. Thấy cô không chịu nói chuyện, Lý Thế Bảo cúi xuống hôn lên môi cô thật sâu. Đến khi buông xa, Khả Hân nhảy dựng lên, nói: Sao anh lại làm vậy? Lỡ coi thấy thì sao? Lý Thế Bảo cười nói: Em yên tâm, ở góc này khuất không ai thấy đâu. Nhưng nếu mà thấy được thì tôi nói ba mẹ tôi cưới em thôi. Tôi không thèm lấy anh. Nói xong, cô bỏ mặc Lý Thế Bảo mà chạy giết vào nhà. Cũng như thường ngày, buổi trưa Lý Thế Bảo kêu cô đem cơm đến công ty. Mọi người ở đây đã quá quen mặt Khả Hân nên không làm khó như lần đầu tiên cô đến nữa. Vì đến đã được nhiều lần nên Khả Hân cứ vào thang máy mà cô hay được Lý Thế Bảo dẫn đi. Bấm nút đi lên tầng đến phòng làm việc của anh mà cô lại không biết đó là thang máy VIP chỉ dành cho chủ tịch và phó chủ tịch được đi. Bảo sao ai gặp cô cũng nhìn chằm chằm. Khả Hân mỗi khi đến đây đều được Lý Thế Bảo cho vào văn phòng, tự nhiên không cần gõ cửa. Nếu anh ấy có ở văn phòng thì cùng nhau ăn cơm. Thật ra cô cũng không dám ăn cùng thiếu gia đâu, nhưng đó là yêu cầu của anh nên giết rồi cũng thành quen. Còn những lúc Khả Hân đến mà Lý Thế Bảo đi họp hoặc sang ngoài bàn công việc thì cô ở văn phòng đợi, đến khi nào anh ấy về thì ăn. Hôm nào anh ăn cơm cùng với đối tác thì sẽ gọi trước cho cô, không cần đem cơm đến. Thế nên Khả Hân như thường lệ đi đến văn phòng của Lý Thế Bảo, không thấy thư ký Hạ ngồi ở đó. Nghĩ là Lý Thế Bảo đang bận nên cô trực tiếp mở cửa đi vào. Vừa bước vào, Khả Hân thấy một cô gái dáng vẻ xinh đẹp, quần áo mặc trên người toát ra mùi tiền, khuôn mặt trang điểm hơi đậm, đang ngồi ở ghế sofa, chắc là đang đợi Lý Thế Bảo. Khả Hân bước vào, lịch sự gật đầu chào cô gái đó và đem cơm vào bếp. Đợi khi Lý Thế Bảo về thì hỏi anh là ăn luôn hay anh ấy có hẹn với cô gái kia đi ăn. Nhưng cô không nghĩ không đụng chạm đến người ta, người ta cũng đụng chạm đến mình. Vừa để hộp cơm lên bàn, Khả Hân nghe tiếng bước chân của cô gái đó ở phía sau. Cô ta cất tiếng hỏi: Cô là ai? Sao lại ngang nhiên bước vào văn phòng của anh Thế Bảo mà không gõ cửa như vậy? Khả Hân nghe thấy cách xưng hô này có vẻ rất thân mật với Lý Thế Bảo, chắc chắn là người không nên đụng chạm đến. Khả Hân quay lại trả lời:
Tôi là người hầu riêng của thiếu gia, được lệnh đem cơm đến cho cậu chủ. Không biết tiểu thư đây là... Cô gái đó nghe cô nói là người hầu riêng của Lý Thế Bảo thì hất mặt lên, nói: Người hầu riêng mà được ngang nhiên bước vào phòng của anh Thế Bảo mà không cần gõ cửa sao? Khả Hân vừa định giải thích thì cô ta tiếp tục lên tiếng: Tôi là thiếu phu nhân tương lai của cô đó. Đồ người hầu thấp kém. Cô hơi giật mình vì từ trước đến giờ lúc nào Lý Thế Bảo cũng nói là không có cô gái nào, chỉ muốn cô là người phụ nữ của anh ấy. Nhưng cô gái này vừa nói gì? Không lẽ anh đã có người yêu rồi mà vẫn muốn làm chuyện đó với cô sao? Do Khả Hân đang suy nghĩ nên không để ý, cũng không trả lời cô gái đó. Cô ta thấy cô im lặng thì lên tiếng: Người hầu riêng sao? Người hầu riêng mà cũng xinh đẹp như thế này, không lẽ cô muốn dùng nhan sắc để dụ dỗ anh Thế Bảo của tôi? Cô cúi đầu trả lời lại: Không có, tôi không có gì với thiếu gia hết. Nhưng cô gái kia có vẻ muốn gây sự với Khả Hân. Cô ta giật lấy cái hộp cơm giữ nhiệt cô vừa đem đến, vì sợ đổ thức ăn nên cô định đi đến lấy lại và nói: Tiểu thư, xin đừng làm vậy mà. Nhưng cô ta bị điên rồi, không nói lý, mở hộp cơm ra, làm đồ ăn văng tung tóe, sau đó còn hất nguyên thố canh nóng lên người Khả Hân. Cô không kịp né nên phân nửa canh đã văng lên người cô. Cảm giác nóng rát này cô chưa kịp hoàn hồn thì cửa văn phòng mở ra, Lý Thế Bảo gỡ mặt lạnh bước vào hét lên: Ai cho cô bước vào đây? Khi nghe tiếng của Lý Thế Bảo, cô tưởng anh đang nói mình nên Khả Hân quay lại nói: Tôi... Còn chưa kịp nói hết câu thì lại tiếp tục nghe thấy tiếng của anh gấp gáp hỏi: Em bị sao vậy? Cô làm cái quái gì vậy hả? Bởi vì lúc Lý Thế Bảo bước vào, Khả Hân đang đứng đưa lưng về phía anh, nên khi cô vừa quay lại thì anh hoảng hốt đi đến ôm cô lên và bước ra ngoài. Vừa đến cửa đã ra lệnh: Đuổi cô ta ra khỏi công ty và rút hết vốn đầu tư vào Hứa Gia ngay lập tức cho tôi. Anh Thế Bảo, anh không được làm vậy với em. Lý Thế Bảo không quan tâm, vừa ra lệnh xong liền ôm Khả Hân chạy xuống dưới sảnh để đưa cô đi bệnh viện. Trong lúc này vì bỏng rát, cô đau quá chỉ biết im lặng, nước mắt từ từ chảy mà không dám lên tiếng. Từ lúc biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như vậy. Trên đường lái xe, Lý Thế Bảo gấp gáp đến nỗi vượt mấy cái đèn đỏ. Vừa đến cửa bệnh viện, anh hét lớn: bác sĩ đâu, cấp cứu. Ai không biết, còn tưởng cô vừa bị tai nạn giao thông. Sau khi bác sĩ khám thì Khả Hân bị bỏng khá nhiều, may mắn là canh được đem từ nhà đến nên đã bớt nóng nhiều. Mà cô bị phỏng chủ yếu ở bụng, còn xuống chân thì chỉ đỏ lên, không đến nỗi có sẹo. Bác sĩ cho đơn thuốc uống và thuốc thoa, bác sĩ còn dặn là phải nghỉ ngơi. Sau khi xong hết rồi thì Lý Thế Bảo lái xe đưa cô về nhà. Trên đường về, anh hỏi: Lúc nãy có chuyện gì ở trong văn phòng, nói tôi nghe. Khả Hân còn nóng, đầu rát nhưng đã đỡ hơn rồi, ngồi thẳng lưng, cô nói: Lúc vừa vào văn phòng, cô ấy hỏi tôi là ai. Em trả lời thế nào? Đương nhiên là nói đúng sự thật, tôi là người hầu riêng của thiếu gia rồi. Lý Thế Bảo tức giận nói: Ai nói? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Em là người phụ nữ của tôi. Cô cúi đầu không nói tiếp nữa. Thay thế, Lý Thế Bảo hỏi tiếp: Rồi sau đó thế nào? Cô ấy nói tôi thấp kém và còn nói cô ấy là thiếu phu nhân tương lai của tôi. Tôi cũng không nói gì, rồi đem cơm để lên bàn ở bếp. Thì lúc đó cô ấy bước đến giật lấy hộp cơm, tính đổ bỏ. Tôi định lấy lại thì cô ấy hất canh vào người tôi. Cô ta còn dám bịa chuyện, ai cưới cô ta chứ? Thiếu phu nhân của Lý gia chỉ có một người duy nhất, đâu đến lượt cô ta quyết định. Khả Hân im lặng và không nói gì thêm. Lý Thế Bảo tức tối chờ cô về nhà, vừa vào đến cửa chính biệt thự, không cần sợ ai nhìn thấy, anh trực tiếp ấm cô lên bước vào nhà. Cô sợ hãi nói: Thiếu gia,
Bỏ tôi xuống đi mà. Em im lặng cho tôi. Vì nghe thấy tiếng hét của Lý Thế Bảo nên cả nhà chạy ra. Ai thấy cô được thiếu gia ôm cũng hỏi: Thiếu gia, Khả Hân bị gì vậy ạ? Lúc này bà chủ cũng từ trên lầu bước xuống. Bà chủ ngạc nhiên hỏi: Con bé bị gì vậy con? Lúc này Lý Thế Bảo mới trả lời: Dạ, cuối hôm nay đến công ty đem cơm cho con, bị người ta tạt cạnh nóng vào người ạ. Bà chủ vừa nghe Lý Thế Bảo nói thì hoảng hốt hỏi: Ai lại độc ác như vậy, cạnh nóng mà tạt lên người con bé? Dạ, là con gái của Hứa, Hứa Nhã Linh. Sao con bé lại làm như vậy? Mà thôi, con mau đưa bé Hân lên phòng nghỉ ngơi đi, rồi xuống nhà nói chuyện với mẹ. Lý Thế Bảo gật đầu rồi bế Khả Hân lên phòng. Nhưng không phải ở phòng của cô mà là trong phòng của anh, cô vội nói: Sao anh không đưa tôi về phòng của tôi mà để tôi ở đây? Tối em cũng ngủ với tôi thì giờ em nằm đây đi, về phòng kia làm gì cho mất công. Nhưng lỡ ai lên thấy thì sao? Thôi để tôi về phòng. Sao em thích cãi tôi quá vậy? Tôi bảo nằm ở đây thì nằm ở đây, đừng có nói quá nhiều. Giờ tôi xuống nhà nói chuyện với mẹ một chút, rồi tôi lên ôm em ngủ, nằm nghỉ ngơi đi. Nói rồi Lý Thế Bảo kéo chăn đắp cho Khả Hân, rồi cúi xuống hôn lên trán cô một cái mới đứng dậy đi xuống dưới nhà. Khả Hân uống thuốc xong, không biết trong thuốc có chất dễ ngủ hay không mà cô ngủ quên lúc nào không biết. Sau khi để Khả Hân nghỉ ngơi, Lý Thế Bảo xuống nhà nói chuyện với mẹ anh. Bà rất thương Khả Hân như hai đứa con gái của mình vậy. Vừa gặp con trai đi xuống, bà liền hỏi: Con bé thế nào rồi con? Dạ, cô ấy ngủ rồi mẹ. Lý Thế Bảo ngồi xuống ghế sofa đối diện với mẹ trả lời, rồi anh quay qua nói với bà quản gia: Mấy hôm nay Khả Hân cần phải nghỉ ngơi, để bác đừng kêu cô ấy làm việc gì hết. Bà quản gia cũng thương Khả Hân, gật đầu và lo lắng hỏi: Dạ, tôi biết rồi thiếu gia. Giờ bé Hân thế nào rồi? Có cần tôi lên chăm sóc con bé không? Không cần đâu, cô ấy ngủ rồi, nếu mọi người đừng lên đó. Lúc này ngoài cửa, bà Lý và Lý Tuệ Nhiên đã về đến. Bước vào ngồi xuống bên cạnh Lý phu nhân, ông nhìn sang Lý Thế Bảo hỏi: Vì sao còn lại cho người rút hết vốn ở Hứa thị vậy? Lý Tuệ Nhiên lúc này cũng vừa vào ngồi xuống ghế để nghe và hỏi: Phải đó anh hai, Hứa thị hôm nay gọi điện cho em quá trời, đến em tìm ba mới biết lệnh của anh. Em và ba lên trở về hỏi anh nè. Lý Thế Bảo cầm tách trà lên uống rồi mới chậm rãi trả lời: Bởi vì con gái ông ta dám ở trong công ty của con mà sức sược lên tiếng nói cô ta là thiếu phu nhân nhỏ Lý, còn ở trong phòng làm việc của con ức hiếp người của con, thì ba và em gái nghĩ cơn giận này con có thể bỏ qua không? Lúc này mẹ Lý mới hỏi: Vậy cô ta chính là người đã làm cho bé Hân bỏng nặng như vậy à? Lúc này nghe đến Khả Hân thì ba Lý và Lý Tuệ Nhiên đều nhìn Lý Thế Bảo để mong nghe được giải thích, bởi thật sự trong nhà ai cũng thương cô bé. Chỉ có ông anh cứng đầu là không chịu nhận cô bé làm em gái, làm người thân của gia đình thôi mà cứ bắt con người ta làm người hầu riêng của mình. Nhìn thấy ai cũng nhìn mình, Lý Thế Bảo mới lên tiếng: Hôm nay con có cuộc họp vào giờ Khả Hân đến, con không biết ai đã cho phép Hứa Nhã Linh vào phòng làm việc của con. Đến khi em ấy đến thì cô ta kiếm chuyện về mấy, con tự xưng là thiếu phu nhân tương lai gì đó. Lý Thế Bảo nhớ đến mà tức, vợ anh ai cho phép cô ta coi thường. Khả Hân tính cách hiền lành mọi người cũng biết rồi, em ấy cúi đầu chào rồi đem thức ăn mới vừa cầm đến để lên bàn ăn ở sàn bếp. Cô ta không buông tha, đi đến kiềm cớ rồi ra lấy đồ ăn mở ra, thấy có canh đã cầm nguyên thố canh nóng ta lên người bé Hân. Bàn tay nắm chân thành nắm đấm tượng trưng cho sự tức giận của mình, anh tiếp tục kể tiếp: Cậu đã xem lại camera khởi đầu em ấy băng bó vết thương, vừa xem lại tình cảnh trong phòng lúc đó mà tức điên lên. Em ấy hiền lành đâu biết gì đến, khi con đến hét lên với cô Hứa kia, em ấy còn tưởng mình làm sai quy định quay qua xin lỗi,
Lúc đó con mới thấy trên người em ấy toàn bộ là nước cảnh nóng. Con đưa em ấy đến bệnh viện và đưa xuống mệnh lệnh đó. Lúc này Lý Thụy Nhiên tức quá, vỗ bàn một cái, đứng lên nói. Tức quá mà, cô ta nghĩ cô ta là ai? Ỷ công ty làm ăn với chúng ta lâu năm rồi làm càn. Cô ta thích anh, đều bám theo anh mấy năm nay ở công ty, ai không biết. Tính cách sức sược, rồi bây giờ còn đụng đến Khả Hân. Em phải đi lột ra cô ta. Bà Lý thì bình tĩnh hơn, nói với con gái. Con cần gì ra tay? Công ty của chúng ta rút vốn đầu tư là đủ khiến Hứa Sa điêu đứng rồi. Có để anh hai con giải quyết chuyện này đi. Lúc này Lý Thụy Nhiên mới ngồi xuống, quay qua hỏi Lý Thế Bảo. Anh hai, vậy Khả Hân sao rồi? Em ấy ổn không? Anh đã đưa em ấy đi bệnh viện, giờ cô ấy đang nghỉ ngơi. Vậy em lên thăm con bé? Không cần. Lúc nãy anh xuống thì thấy em ấy vào phòng ngủ rồi. Đừng lên làm phiền em ấy. À, chiều nay anh không đến công ty, em phụ ba công việc đi. Còn nhà Hứa để anh giải quyết. Sau khi nói chuyện với mọi người xong, Lý Thế Bảo lên phòng để xem Khả Hân thế nào. Thấy cô bé ngủ ngon, anh nhẹ nhàng lên giường, ôm cô vào lòng, nhắm mắt ngủ. Đến chiều, Lý Thế Bảo hôn nhẹ lên má cô, nói: Bé cưng, thức dậy đi, chiều rồi, chúng ta xuống ăn cơm. Khả Hân mở mắt ra thì thấy Lý Thế Bảo đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng. Cô dụi mắt rồi ngồi dậy đi rửa mặt. Nhiều lúc suy nghĩ, có ai làm người hầu mà được như cô không? Toàn ngủ trong phòng cậu chủ mà nằm trên giường lớn của cậu chủ để ngủ nữa. Đi xuống lầu, Khả Hân đến phòng bếp để phụ mọi người nấu ăn. Nhưng trong nhà ai cũng biết cô gặp chuyện lúc trưa. Mọi người không cho làm, còn quay lại hỏi thăm. Bà quản gia hỏi: Bé Hân, con thế nào rồi? Vết thương có đau lắm không? Tội nghiệp còn bé. Dạ, con không sao ạ. Thiếu gia đưa con đến bệnh viện kịp thời nên chỉ có vết thương ở bụng là nhiều. Mấy chị làm chung thì nói: Cái con mụ độc ác, chị mà biết mụ đó là ai thì chị chặn đường đánh cho một trận. Mà bé Hân, mấy hôm nay nghỉ ngơi đi, không cần làm gì cả, dưỡng thương đi, có gì tụi chị giúp em cho. Khả Hân rất vui vì mọi người ai cũng thương cô, rưng rưng nước mắt, cô cảm ơn mọi người. Em cảm ơn mọi người thương em quá, thương em còn hơn mẹ ruột em thương em nữa. Mấy chị vui vẻ cười và hỏi thăm cô xíu rồi chia nhau làm việc. Đến giờ cơm, ông bà chủ, thiếu gia, tiểu thư xuống ăn cơm. Vừa thấy cô, bà chủ kêu lại hỏi: Khả Hân, con đến đây ta xem hôm nay vết thương của con thế nào rồi, có đau lắm không con? Dạ, con cảm ơn bà chủ, con uống thuốc của bác sĩ nên không có đau lắm ạ. Lý Tự Nhiên cũng quan tâm nói: Em sang uống thuốc và sức thuốc, đừng để lại sẹo nha. Có gì để chị tìm mấy sản phẩm tốt cho em, không nên để lại sẹo, không thì sau này trồng chề đó. Không có chề đâu, Lý Thế Bảo buột miệng trả lời. Ai cũng đổ dồn ánh mắt vào anh. Lúc này anh mới sực nhớ, Tằng Hằng nói: Ý anh là người thương em ấy thật lòng thì dù là có sẹo cũng sẽ không chề đâu. Mọi người mới ồ lên một tiếng đồng tình. Lý Tuệ Nhiên tiếp tục tức giận nói: Thật là nghĩ đến mà tức quá đi mà. Gặp chị thì cô ta tới số rồi. Sau này có gặp cô ta em cũng đừng có sợ, gặp đâu đánh đó cho chị. Dạ. Cô cúi đầu cười và cảm ơn tình cảm của mọi người. Vô tình liếc sang thấy Lý Thế Bảo đang nhìn cô chăm chú, kiểu tất cả hành động của cô anh ấy đều muốn thu vào mắt cả. Sau khi ăn tối xong, mọi người không cho Khả Hân ở lại làm việc, kêu cô lên lầu uống thuốc và nghỉ ngơi cho khỏe. Khả Hân nghe lời mọi người, lên lầu uống thuốc xong định đi tắm rồi sức thuốc thì lúc này cửa phòng nối giữa hai phòng lại mở ra. Lý Thế Bảo đi qua phòng cô, nói: Em không cần lấy đồ ngủ, qua phòng tôi tắm, tôi có mua mấy cái đầm ngủ cho em mặc, chứ em mặc quần áo thế kia sẽ chạm vào vết thương đấy. Thôi ạ, tôi không mặc đầm quen nên tôi mặc đồ của tôi là được rồi. Lý Thế Bảo đi đến nắm tay cô, dẫn về phòng,
vừa đi vừa nói. Sao em hay cãi quá vậy? Bữa nào em không cãi tôi là em không chịu được hay sao ấy? Khả Hân chống đối cũng không được nên đi theo. Đến phòng của Lý Thế Bảo thì anh ấy lôi cô vào phòng tắm, mà cô tránh cũng không quan tâm, cởi đồ của cô ra và nói: em nghe lời dùng cái đi, chạm vào vết thương bây giờ. Khi cởi đồ của cô ra hết, Lý Thế Bảo nhìn vào vết thương đang phồng lên rồi ngước mắt lên hỏi: em có đau lắm không? Nói thật, không cho nói dối. Cô gật đầu vì thật sự vết thương còn rất sát. Khả Hân chỉ giả vờ cho mọi người được yên tâm mà thôi. Lý Thế Bảo hôn nhẹ lên má cô mà nói một câu không liên quan: tôi sẽ không chê. Hả? Cô không hiểu ý anh là gì. Lý Thế Bảo nói vào tai cô tiếp: chồng em sẽ không chê nếu những vết bỏng này trở thành sẹo, nên em đừng có lo. Nói xong, Lý Thế Bảo còn hôn lên má cô một cái rồi bắt đầu tắm. Lần này là tập trung tắm cho Khả Hân, chứ không có ý nghĩ đen tối nào hết. Tắm xong, Lý Thế Bảo còn lau người cho cô cẩn thận, rồi lấy tuyết thuốc trên bàn rửa mặt, nhẹ nhàng sức lên vết thương của Khả Hân, vừa sức vừa thổi vì sợ cô đau. Xong hết, mới lấy cái đầm 2 giây mặc vào cho cô mà không mặc quần. Khả Hân ngại ngùng nói: cái này không có quần à? Em ngại cái gì? Mặc quần vào, chạm vào vết thương, nó bể rồi chảy nước thì sao? Em làm như tôi chưa từng chạm vào cơ thể của em vậy, còn ngại cái gì? Sau khi cô tắm xong thì đi ra giường nằm trước. Lý Thế Bảo tắm xong ra sau, vì Khả Hân chỉ mặc một cái đầm 2 giây màu trắng, không có mặc quần nên cô rất không quen, cảm thấy trống trải quá. Cô ngại ngùng lên giường nằm xuống, đắp mền và mệt mỏi ngủ lúc nào không hay. Đến khi Lý Thế Bảo ra và nằm ôm cô ngủ, Khả Hân cũng không biết. Đến khuya đang ngủ thì cô sốt lên, Lý Thế Bảo đang ôm người trong lòng ngủ nên cảm nhận được, mở mắt ra, sờ lên trán cô hỏi: Khả Hân, em thế sao rồi? Sao em nóng quá vậy? Khả Hân. Khả Hân bị sốt, hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa, cơ thể nóng như lửa, mồ hôi chảy khắp cơ thể, rồi tự dưng nước mắt rơi, thút thít khóc: ba, ba đừng bỏ con mà. Hức, ba, con nhớ ba quá. Ba ơi, đừng bỏ con, đừng bỏ con lại một mình mà. Lý Thế Bảo thấy cô khóc nên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tránh đụng đến vết thương, dịu dàng nói: anh đây, anh ở đây với em, anh sẽ thay ba bảo vệ em. Em đừng sợ, đừng khóc nữa, anh thương. Vừa ôm vừa xoa tóc cô và thủ thỉ vào tai để cho Khả Hân bình tĩnh lại. Đến khi không nghe thấy cô khóc nữa, Lý Thế Bảo bước vào phòng tắm, thấm một cái khăn ấm ấm lau người cho cô. Lý Thế Bảo còn không quên lấy một cái khăn ấm khác đắp lên trán cô, đỡ Khả Hân dậy cho cô uống thuốc hạ sốt. Nhưng vì Khả Hân đang sốt nên không mở miệng, Lý Thế Bảo uống một ngụm nước, sau đó để viên thuốc nhét vào miệng cô, rồi cúi xuống đưa nước vào để cô có thể nuốt thuốc và nước vào bên trong. Nhìn thấy trên người cô đầm đìa mồ hôi, anh còn lau cho đến khi Khả Hân hạ sốt, lúc đó mới lấy cái đầm khác thay cho cô. Sau khi xong hết tất cả, thấy cô đã ngủ lại ngon lành, Lý Thế Bảo nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nói: thật, hôm nay không biết em là người hầu riêng của tôi hay tôi mới là người hầu của em nữa. Đợi em hết bệnh đi, rồi tôi lấy lại cả vốn lẫn lời. Nói rồi, Lý Thế Bảo nằm xuống, lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đi vào giấc ngủ lại. Sáng hôm sau, khi Khả Hân tỉnh dậy, thì thấy mình đang nằm trong lòng của Lý Thế Bảo, mà trên người cô nhớ hôm qua mình mặc cái đầm màu trắng mà. Sau giờ thức dậy thì lại đổi sang màu kem rồi, trong tối qua nhìn lầm, nên cô nhẹ nhàng lấy tay của Lý Thế Bảo đang ôm mình ra, đi về phòng ngủ của mình để thay đồ. Khi làm vệ sinh thay đồ xong hết, cô trở lại phòng của Lý Thế Bảo xem anh đã thức dậy chưa, để chuẩn bị quần áo trang phục cho anh ấy. Đây là nhiệm vụ mỗi ngày cô làm, đang đứng lựa đồ thì Lý Thế Bảo thức dậy khi nào không hay,
đi đến ôm cô từ phía sau. Nhưng vì bụng cô bị thương nên tay của Lý Thế Bảo để ngay ngực cô, Khả Hân hết hồn la lên. "A, anh làm gì vậy? Tôi xem thử em có sốt không." "Sốt gì ở đây?" "Đúng là qua cầu rút ván, hôm qua em sốt cả đêm, ôm tôi không buông. Đã vậy có nói thương tôi, chỉ yêu mình tôi, rồi tôi phải đi lau nước cho em, thay đồ cho em, đến bây giờ tỉnh rồi thì giả bộ không nhớ gì hết." "Ủa, có chuyện đó nữa sao? Tôi có nói yêu anh nữa hả? Không thể nào." Khả Hân cố gắng nhớ lại, vậy là cô không có mơ. Tối qua cô có thấy ba, rồi khóc ôm ba, nhưng ông ấy cứ đi, nhất định không chịu quay lại. Cô khóc đòi đi theo. Lúc đó cô nghe thấy giọng nói quen thuộc nói: "Anh đây, anh ở đây với em, anh sẽ thay ba bảo vệ em. Em đừng sợ, đừng khóc nữa, anh thương." "Ủa, nhưng đâu có câu nào là câu nói mình thương yêu gì anh ấy chứ?" Khả Hân quay qua nói: "Anh nói dối đúng không?" Lý Thế Bảo cười cười nói: "Không hề, giờ em tính sao? Em chịu trách nhiệm với tôi đi chứ." "Không có, anh nói dối, tôi không tin, cũng không tính." Cố gắng cãi xong, cô thay bộ đồ của Lý Thế Bảo qua cho anh ấy, rồi quay đầu bỏ chạy. Anh nắm tay cô lại hỏi: "Em đi đâu?" "Tôi xuống nhà chuẩn bị thức ăn cho anh." "Vậy chỗ lúc nãy?" "Không tính, lúc đó tôi sốt, tôi không nhớ gì hết nên không tính." Lý Thế Bảo cười, cúi xuống hôn lên môi cô thật sâu, rồi mới buông xả nói: "Được rồi, em chối cũng không sao, nhưng chăm sóc em là thật. Đợi đến khi em khỏe lại rồi tôi tính tiếp về em. Giờ thì hôn tôi một cái rồi xuống nhà chuẩn bị đi, tôi đi tắm trễ rồi." Khả Hân nhón chân lên hôn lên má của Lý Thế Bảo một cái rồi chạy đi. Từ lúc làm người hầu riêng của anh thì đây là việc anh bắt buộc mỗi buổi sáng cô phải làm. Mấy ngày tiếp đến thì như thường lệ, tối thì Lý Thế Bảo bắt cô qua phòng của anh ấy để anh tắm và thoa thuốc cho cô, rồi còn ôm cô ngủ nữa. Từ lúc Khả Hân bị thương, anh ấy cũng không ép cô làm chuyện kia nữa. Cùng với thuốc uống của bác sĩ và thuốc thoa của Lý Thụy Nhiên mua cho cô thì cô đã hết đau, chỗ vết thương giờ đã lành, tuy còn một chút sẹo nhưng bồi thuốc sẽ hết, không để lại sẹo nữa. Hôm nay cô lại tiếp tục đem cơm đến công ty cho Lý Thế Bảo như thường lệ. Khi lên đến văn phòng làm việc của anh thì cô thấy anh đang ngồi ở ghế sofa tiếp khách. Khả Hân bước vào cúi chào người đàn ông lớn tuổi đang ngồi nói chuyện với Lý Thế Bảo, vì đó là phép lịch sự. Cô thấy anh đang bận thì đi đến nói: "Anh có khách nên tôi ra ngoài phòng thư ký chơi với thư ký Hạ và chị Hoa nha, khi nào anh xong thì tôi vào." Lý Thế Bảo đưa tay ra kêu cô lại và nói: "Không cần, tôi cũng không có gì để nói với ông ta, để em không cần phải đi đâu hết." Khả Hân ngại ngùng định quay đi thì Lý Thế Bảo kéo cô lại ngồi xuống bên cạnh. Cô vừa ngồi xuống ghế thì anh ấy cũng lên tiếng nói với người đàn ông kia: "Ông về đi, giữa chúng ta không có gì để nói hay bàn gì nữa hết." Cô thấy người đàn ông đó sợ hãi. Sau khi Lý Thế Bảo vừa nói xong, ông ta lại quay qua nói với cô: "Thiếu phu nhân, xin người hãy giúp tôi, là tôi không biết dạy con để nó đắc tội với cô. Tôi mong cô nói giúp tôi với thiếu gia một chút đi ạ." "Bác ơi, tôi không phải thiếu phu nhân gì đó đâu, ông đừng có hiểu lầm, tôi chỉ là người hầu riêng của thiếu gia thôi ạ." Người đàn ông đó vẫn chắc chắn nói: "Không, cô chắc chắn là thiếu phu nhân, bởi vì từ trước đến giờ con gái tôi có theo đuổi Lý thiếu gia, đến tìm hay là phiền thiếu gia cô ấy cũng chưa bao giờ để trong mắt. Nhưng lần đó cô bé không biết đã đắc tội với cô nên thiếu gia mới tức giận như vậy phong sát chúng tôi, nên tôi xin cô hãy nói giúp tôi với." "Không, tôi không phải..." Lời còn chưa nói hết thì Lý Thế Bảo đã lên tiếng gọi người bên ngoài vào: "Người đâu?" Thừa kế Hạ vừa nghe tiếng gọi của Lý Thế Bảo thì chạy giết vào, cúi đầu chỗ lệnh. Thấy thừa kế Hạ, anh ấy nói: "Mời người đàn ông này ra khỏi đây cho tôi, và nói với bảo vệ nếu ông ta
và con gái của ông ta có đến thì không cho bước vào công ty dù là nửa bước. Người đàn ông đó nghe xong mà xanh mặt, vì ông biết Lý Thế Bảo đã khổng cứu và tuyệt tình với ông rồi. Thư ký Hạ vừa nghe anh nói xong thì đưa tay mời khách. Cô quay qua nhìn Lý Thế Bảo trầm trú mà không nói gì, giống như muốn hỏi nhưng không dám hỏi. Anh ấy quay qua nhìn Khả Hân rồi kéo eo cô lại gần mình, lên tiếng. Em muốn hỏi gì à? Người vừa rồi là ai? Sao ông ta cứ kêu tôi là thiếu phu nhân mà anh cũng không giải thích? Ông ta là ba của Hứa Nhã Linh, người hôm trước làm em phòng. Ba cô ta đến đây xin lỗi và mong muốn tôi giúp đỡ. Tôi đã nhân nhượng từ lâu. Trước đây cô ta làm cái gì tôi cũng không để ý. Lần này lại đụng đến em thì tôi nhất định không tha. Nhưng mà như vậy... Khả Hân còn chưa nói hết câu thì Lý Thế Bảo cúi xuống hô lên môi cổ nói. Em đó, cứ hiền lành quá, bị người ta ức hiếp. Thôi kệ đi, chúng ta chuẩn bị ăn cơm thôi, tôi đói rồi. Nhưng sao ông ta kêu tôi là thiếu phu nhân? Còn không phải à, em là người phụ nữ của tôi thì sớm muộn gì cũng làm thiếu phu nhân thôi. Nhưng mà tôi... Không có nhưng nhị gì hết, ăn cơm thôi. Hôm nay Lý Thế Bảo có cuộc hẹn ăn cơm với khách hàng nên gọi về nói với cô không cần đem cơm đến. Mà hôm nay Lý Tự Nhiên hình như được nghỉ buổi trưa, không thấy cô ấy đi làm. Khả Hân vừa dọn dẹp chén đũa sau khi cả nhà ăn cơm xong thì Tự Nhiên kêu cô. Khả Hân, khi nào em làm việc xong thì lên phòng chị chút xíu nha. Dạ, em sắp xong rồi, em lên ngay đây ạ. Cô nhanh chóng làm việc cho xong để lên lầu với Tuệ Nhân. Vừa bước vào thì cô ấy nói. Ngày mai chị có hẹn với bạn đi chơi mấy ngày, mà ba mẹ ngày mai cũng đi du lịch. Có gì em ở nhà chăm sóc anh hai giúp chị nha. Dạ. Lý Tuệ Nhiên đang sắp xếp hành lý nên cô cũng đi đến giúp một tay. Vừa làm Tuệ Nhiên vừa hỏi. Chị thật sự rất thương em, như em gái của chị vậy đó. Em có tin chị không? Dạ, em tin. Em cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho em mà. Tuệ Nhiên đi đến, ngồi bên cạnh cô, nắm tay và nói. Vậy có cái này, chị hỏi thật. Bé Hân phải nói thật với chị nhà, được không? Dạ. Bé Hân và anh hai chị, thật sự có chuyện gì giấu mọi người, đúng không? Em thì có gì phải giấu giếm ạ? Cô né tránh, cố gắng bình tĩnh trả lời, nhưng có vẻ như Tuệ Nhiên không tin, tiếp tục nói. Chị không tin, chắc chắn là có. Chị ở công ty ít nhiều cũng nghe một số chuyện. Em đừng có sợ, cứ nói với chị đi. Em thật sự không có mà. Khả Hân cố cười để Tuệ Nhiên không phát hiện. Chứ cô cũng sợ và không biết nói thế nào mới rõ nữa. Tuệ Nhiên cầm tay cô thuyết phục. Bé Hân không tin chị à? Chuyện lần trước Cưng bị phòng, cả công ty ai cũng đồn ầm lên rồi. Đồn gì vậy chị? Ai cũng nói không thiếu phu nhân đem cơm đến công ty, chạm mặt với tiểu thư nhỏ Hứa. Cô ta từ trước đến giờ luôn theo đuổi thiếu gia, nên ghen tị và tạt nước sôi lên người thiếu phu nhân. Vậy nên thiếu gia tức giận phong sát họ. Giờ công ty họ sắp phá sản rồi, sau này đố ai dám đụng vào thiếu phu nhân nữa. Cô mở to mắt ra, kinh ngạc nói. Chị, chuyện này chị phải giải thích rõ giúp em. Em chỉ là người hầu riêng của thiếu gia thôi. Mọi người nói như vậy thì thiếu gia bị mang tiếng vì em rồi. Không có đâu. Cứ nghĩ nếu như anh hai không cho phép thì họ dám nói linh tinh không? Chưa kể từ trước đến giờ anh hai chưa bao giờ tức giận đến như vậy. Điều đó càng chắc chắn lời đồn đó là thật. Lý Tự Nhiên mỉm cười và càng thuyết phục cô hơn. Vậy nên em nói cho chị nghe sự thật, được không? Khả Hân ấp úng không dám nói. Lý Tự Nhiên đánh vào đòn tâm lý của cô, nói. Vậy là bé Hân không tin tưởng chị rồi. Chị hỏi để chị còn có thể tìm cách giúp Cường, chứ không để đến khi ba mẹ biết, lúc đó thì chị cũng chịu thua. Nghe nói như vậy nên cô lo sợ nói. Chị, em sẽ nói thật mà. Vậy Cương kể đi. Thật ra
Thật ra trước khi em được chị Tuệ Nhi giúp đỡ và vào nhà chị làm người hầu thì em đã gặp thiếu gia rồi. Tuệ Nhiên bất ngờ hỏi cô. Thật sao? Gặp và quen nhau như thế nào? Em và thiếu gia lúc trước có vô tình chạm mặt nhau mấy lần. Đến hôm có buổi tiệc ở khách sạn, em nhớ hình như là kỷ niệm gì của công ty đó. Lúc đó em đang làm phục vụ của buổi tiệc đó. Không may hôm đó thiếu gia bị người ta chuốc thuốc. Cho nên Tuệ Nhiên hiểu ngay và nói. Cho nên em và anh hai đã xảy ra quan hệ à? Khả Hân gật đầu và cúi đầu xuống tiếp tục kể. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì em biết mọi chuyện đã lỡ rồi. Và em biết thiếu gia không phải là người dễ động nên em đã bỏ đi. Anh hai trước giờ ghét nhất cái vụ đó, lại bị hại và gặp em. Nhưng mà anh hai vậy mà không chịu trách nhiệm với em mà. Dạ không có, chị đừng có hiểu lầm thiếu gia. Là em không muốn thiếu gia phải chịu trách nhiệm nên em từ chối. Rồi thiếu gia cứ đến tìm em để chịu trách nhiệm về em. Em trốn, cuối cùng lại vào nhà chị làm người hầu. Hà hà, vừa nghe cô nói xong, Tuệ Nhiên cười như được mùa. Đến khi cười đã rồi, cô ấy mới nói mà cũng không ngớt tiếng cười. Hà hà, anh hai từ trước đến giờ từ chối không biết bao nhiêu cô gái. Không ai có thể lại gần anh hai được. Vậy mà bây giờ lại chạy theo em, đòi chịu trách nhiệm với em. Hà hà. Chị này. Thì ra, đó là lý do vì sao khi gặp em ở đây, anh hai đã yêu cầu em làm người hầu riêng của anh ấy. Đúng là anh hai cầu tay, nhưng mà sau đó, anh hai có làm gì em không? Khả Hân gật đầu và thành thật. Dạ có, thiếu gia bắt em phải ngủ cùng cậu ấy, nấu cơm cho cậu ấy ăn, và còn nói em là người phụ nữ của cậu ấy. Chả trách vì sao, hôm đó vừa về, nghe ba mẹ nói muốn nhận em làm con nuôi, thì anh hai có phản ứng lớn như vậy. Thì ra, muốn em làm con dâu của ba mẹ. Chị, em xin chị, đừng nói chuyện này với ai được không ạ? Ông bà chủ rất thương em, mọi người cũng rất thương em. Em không muốn mọi người thất vọng. Thiếu gia, đến lúc nào đó gặp được người cậu ấy yêu thì sẽ buông tha cho em thôi ạ? Tuệ Nhiên vuốt tóc cô, nói. Em đừng lo, không có sao đâu. Mọi người đều thương em mà. Không chừng, ba mẹ biết còn vui nữa đó. Dạ, không đâu ạ. Em không xứng với thiếu gia, nên chị đừng nói. Thiếu gia, cậu ấy cần phải gặp được người tốt hơn rất nhiều và xứng với cậu ấy hơn em. Được rồi, thì từ từ Cương sẽ cảm nhận được tình cảm của anh hai. Nếu anh ấy thật sự thương em, chị sẽ giữ bí mật này giúp hai người. Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Khả Hân vui mừng cảm ơn Tuệ Nhiên vì cô không muốn mọi người sẽ thất vọng vì mình. Hôm sau, Lý Tuệ Nhiên thật sự đi công tác và đi chơi cùng bạn. Ông bà chủ của cô cũng đi du lịch dài hạn, nghe nói họ đi châu Âu hay gì đó. Hôm nay, Lý Thế Bảo đi làm về sớm. Anh nói, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn, tôi muốn em vui vẻ. Nếu không cần nấu ăn cho vất vả, tôi có chuẩn bị đồ cho em ở trong phòng em, đi chuẩn bị đi. Cô nghe vậy nên theo lời Lý Thế Bảo vào phòng ngủ thay đồ. Khả Hân thấy trên giường anh có để một cái váy màu trắng sen của chữ V, có tay rún rất đẹp. Cầm chiếc váy, cô đi ra hỏi Thế Bảo. Anh, cái váy này tôi mặc không hợp lắm. Ai nói là không hợp, tôi chuẩn bị thì em cứ mặc đi, tôi muốn thấy em mặc nó. Nghe Lý Thế Bảo nói như vậy thì cô không từ chối nữa, đi vào phòng chuẩn bị. Sau khi Khả Hân thay xong đi ra, anh ấy liền khen, em thật sự rất đẹp, bé yêu của tôi. Lý Thế Bảo đưa Khả Hân đến một bến tàu. Nơi này là một nhà hàng nổi trên sông, có khi cả vài chục người lên tàu vì có hai tầng phục vụ món ăn và chạy quanh sông để du khách vừa thưởng thức món ăn vừa ngắm thành phố hoa lệ từ trên sông rất đẹp. Nhưng cái mà cô bước lên lại là cái du thuyền nhỏ, không gian có thể phục vụ hơn 10 người để những gia đình hay bạn bè muốn tổ chức tiệc riêng tư thì đi ở đây. Trên thuyền lúc này chỉ có Khả Hân và Lý Thế Bảo,
Hai người đi đến một cái bàn được đặt ngay bên ngoài với không gian được trang trí lãng mạn. Ngồi ở bàn có ánh nến thật sự làm cô rất vui vẻ, để giống như một buổi hẹn hò vậy đó. Nhìn vào làm sao biết được thiếu gia đang đi ăn tối cùng với người hầu riêng đầu chứ. Lê Thế Bảo nắm tay cô nói: "Tôi muốn cho em khoảnh khắc vui vẻ hôm nay. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hãy coi như em là một cô gái bình thường đang đi ăn cùng một người đàn ông bình thường, được không?" "Vâng ạ." Khả Hân mỉm cười gật đầu. Cô biết hôm nay tất cả những việc Lý Thế Bảo làm cho mình là việc của một người đàn ông làm cho một cô gái, không phải là ông chủ dành cho người hầu. "Anh, vì sao lại cứ muốn tôi làm người phụ nữ của anh vậy? Trong khi anh gia đình tốt, sự nghiệp tốt và vẻ ngoài phong độ thì có rất nhiều thiên kim tiểu thư và nhiều người phụ nữ muốn ở bên cạnh anh mà." Lý Thế Bảo nhìn cô mỉm cười, vừa ăn chậm rãi trả lời: "Bởi vì tất cả những người phụ nữ ngoài kia không phải em. Cảm giác yêu thích một người không phải ai cũng có thể thay thế được, em hiểu không?" "Vậy tại sao phải là tôi, không là ai khác?" "Bởi vì em là em chứ không phải ai khác." Rồi hỏi cũng như không hỏi nên cô không hỏi nữa. Thấy Khả Hân im lặng, Thế Bảo nói: "Tôi chắc chắn một ngày em sẽ hiểu tôi, chứ không phải sợ tôi. Vì tôi là Lý Thế Bảo, sẽ có ngày đó, tôi đợi bao lâu cũng được." Khả Hân thật sự rất cảm động với lời nói của Lý Thế Bảo và cũng cảm nhận được tất cả những việc anh làm cho mình chỉ là hai người quá khác biệt, bức tường quá lớn, không bao giờ cô bước qua được. Sau khi ăn tối xong, hai người chuẩn bị ra về. Trong lúc Khả Hân đứng đợi Lý Thế Bảo lái xe đến thì có một đám người đến bắt lấy cô. Khả Hân rất lo sợ, không lẽ đám người này là người của mẹ cô? Có Lý Thế Bảo, anh ấy có biết cô bị bắt không? Có tìm được cô không? Xe chạy sang ngoại ô, chỗ có mấy ngôi nhỏ hoang. Bọn chúng kéo Khả Hân vào, lên tiếng: "Người cô muốn đã đến rồi." Lúc này, cô nhìn thấy người phụ nữ ngồi quay lưng lại, đứng lên và quay lại nhìn cô. "Cô..." "Đúng là tôi. Sao nào, gặp lại nhau, cô thấy vui không?" "Tại sao cô lại bắt tôi?" "Bởi vì tôi muốn trả thù cô, trả thù cho Hứa Xà vì cô mà phá sản." Cô ta tức giận đi đến bóp cổ cô, trong khi Khả Hân bị đàn em của cô ta giữ lại, không thể nhúc nhích. Cô ta điên tiết quát lên: "Cô nghĩ mình là ai chứ? Tôi theo đuổi Lý Thế Bảo bao nhiêu năm nay mà anh ta không thèm nhìn đến tôi. Còn cô là một con hầu, lại được anh ta dịu dàng bảo vệ. Và cô là nguyên nhân khiến anh ta tuyệt tình với Hứa Xà, khiến gia đình tôi phá sản. Tất cả đều là do cô." Tôi Khả Hân bị cô ta bóp cổ, nói không ra hơi. Lúc cô tưởng như mình sắp chết đến nơi thì cô ta mới buông tay ra. Cô bị té xuống, cố gắng hít thở. Hứa Nhã Linh như bị điên rồi, hạ lệnh: "Cô gái này, hôm nay cho chúng mây thưởng thức, nhớ quay video lại để tao còn gửi cho Lý Thiếu Gia chiêm ngưỡng." Lúc này cô thật sự sợ hãi, khóc không ra tiếng, cố gắng né xa bốn tên đàn ông vừa bắt cóc cô về lúc nãy. Có một tên đã nắm được tay Khả Hân lùi lại. Vì Khả Hân vừa bị bóp cổ té xuống mới lấy được chút hơi nên cô cố gắng chạy, tên nắm được tay cô lùi lại nói: "Em xinh đẹp như thế này, bảo sao tên Lý Thế Bảo kia không mê. Giờ đến đây, tụi anh làm em vui vẻ nha. Ha ha." Cô vùng vẫy, nhưng sức của Khả Hân không lại. Có một tên đang cầm điện thoại lên quay, còn Hứa Nhã Linh thì ngồi ở một góc mà xem. Và giọng nói thô tục của tên cầm điện thoại nói: "Giờ tao quay chút xíu nữa, ba thằng bay phải quay lại cho tao đó. Gòn thế cơ mà, chơi chết nó đi." Ba người đàn ông đè cô xuống, chuẩn bị xé váy Khả Hân ra. Thì lúc này có một lực mạnh đạp ngã cánh cửa và giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Chúng mày đang làm gì người của tao hả?" Lý Thế Bảo bước vào, khuôn mặt lạnh lẽo, làm cho bốn tên đó ngừng lại. Hứa Nhã Linh đứng lên cười nói:
Ra là Lý thiếu gia đến à? Vậy có hứng thú ngồi xem phim cùng tôi không? Thì ra là cô. Người của tôi mà cô cũng dám đụng đến. Tôi xử xong bốn tên này thì tới phiền cô. Vì cô là con gái nên tôi không dùng vũ lực, tôi dùng cách khác trị cô. Lý Thế Bảo nói xong chạy đến đá văng bốn tên đó ra đất, dù đỡ Khả Hân dậy, hỏi: em có sao không? Cô lắc đầu. Lý Thế Bảo ôm Khả Hân đứng dậy, thì lúc này Hứa Nhã Linh cười to nói: hà hà, diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân à? Tôi có thua gì cô ta mà anh lại chọn cô ta? Lý Thế Bảo cười nhếch môi nói: cô hỏi tôi có cái gì thua cô ấy à? Cô không có cái gì có thể so sánh với cô ấy cả. Nửa ngón chân cũng không bằng. Thứ người như cô bỏ ngoài đường cũng không ai thèm. Được lắm, bày đâu? Lúc này từ ngoài cửa bước vào thêm bốn người đàn ông cao to nữa. Hứa Nhã Linh xà lệnh: đánh tên đó cho tao, nhưng đừng đánh chết. Xong rồi, còn đàn bà kia, cho các ngươi chơi trước mặt tên đó. Tao còn trả thêm tiền cho các ngươi, để coi người mà tên đó bảo vệ bị làm nhục trước mặt mình thì cảm giác thế nào. Hứa Nhã Linh thù hận đến điên rồi. Thế Bảo để Khả Hân đứng một góc an toàn và nói: em đứng ở đây đợi tôi. Sau đó Lý Thế Bảo đứng dậy đánh nhau với mấy tên kia. Vì Lý Thế Bảo học võ từ nhỏ nên thân thủ rất tốt. Trong lúc năm người đàn ông đang đánh nhau thì Hứa Nhã Linh cầm sao đến muốn giết Khả Hân. Cô vội vàng cố gắng giằng co thì Lý Thế Bảo thấy từ xa chạy lại đá một cái khiến cô ta ngất xỉu. Anh ấy hỏi Khả Hân: em có sao không? Cô lắc đầu không sao cho anh yên tâm. Thì lúc này có một tên đã lượm được cây sao của Hứa Nhã Linh đâm xuống phía sau Lý Thế Bảo. Khả Hân nhìn ra phía sau thấy vậy nên hét lớn: cẩn thận! À không! Khi thấy cây sao đó đâm thẳng vào Lý Thế Bảo, bằng bản năng không muốn người đàn ông này bị thương, cô đã đẩy anh ra và cây sao đó đâm thẳng vào ngực của Khả Hân. Thế Bảo phản xạ đá tên đó xa. Thì lúc này ngoài cửa người của anh cũng tới, khống chế mấy tên đó ôm cô vào lòng. Anh run rẩy nói: anh đây, anh ở đây rồi, em đừng sợ, bé cưng của anh. May quá, anh không sao rồi. Khả Hân chỉ mỉm cười, đưa tay lên vuốt má của Lý Thế Bảo nói mấy câu, và rồi trước mắt cô tối đen. Trước khi mất đi ý thức, cô chỉ kịp nghe thấy tiếng hét của Lý Thế Bảo: không! Lý Thế Bảo run rẩy ôm Khả Hân vào lòng hét lên: không, em không thể xảy ra chuyện gì được. Không, Khả Hân! Vừa ôm vừa xoa cơ thể và khuôn mặt xanh xao của cô, đến khi người của anh hồi thúc đem cô vào bệnh viện gấp, anh mới ôm cô ngồi dậy chạy xa xe. Trên đường đến bệnh viện, Lý Thế Bảo luôn miệng nói: Khả Hân, em nhất định không sao. Em rất mạnh mẽ, hay cãi anh lắm mà. Em mở mắt ra, cãi nhau với anh tiếp đi. Khả Hân, em nghe thấy anh nói gì không? Vừa nói chuyện với cô, anh vừa hét lớn: gửi đâu, mau lái xe đi. Tôi bỏ tiền ra nuôi các cậu để làm kiểng à? Có biết lái xe không hả? Mau lên! Tài xế lái xe, chân đạp hết ga, không dám chậm trễ. Cậu ta và cận vệ đang ngồi ở ghế lái phụ phía trước nhìn nhau dù tập trung lái xe nhanh nhất có thể. Lần đầu tiên họ thấy ông chủ của mình mất bình tĩnh như vậy. Xe vượt mấy cái đèn đỏ, trong sự la hét hồi thúc của thiếu gia thì cuối cùng cũng đến bệnh viện. Lý Thế Bảo nhìn máu chảy ra đỏ hết cái đầm trắng mà lúc chiều anh vừa khen cô mặc đẹp mà mắt anh đỏ lên. Xe vừa ngược lại thì người đàn ông cao lớn ôm một cô gái người đầy máu hét lên: bác sĩ đâu, ra đây mau! Mọi người đưa băng ca để cô vào phòng cấp cứu. Lý Thế Bảo như người mất hồn ngồi sụp xuống đất, khuôn mặt lạnh lẽo, không ai dám lại gần. Sau khi Khả Hân được đưa vào phòng cấp cứu thì người của Lý Thế Bảo cũng báo tin tức cho Lý Tuệ Nhiên và Lý Tuệ Nhi. Bởi vì họ nhìn thấy sự im lặng, u ám của anh nghiêm trọng
nên họ lo lắng. Bà Lý đang đi du lịch nên hiện tại họ không cho hay, nhưng có lẽ một trong hai vị tiểu thư sẽ gọi cho ba mẹ Lý biết, bởi vì thật sự cả nhà anh ai cũng thương Khả Hân cả. Họ coi Khả Hân như một thành viên trong nhà, nên khi biết cô gặp chuyện ai cũng lo lắng hết. Hiện tại Lý Tuệ Nhi đã có mặt ở bệnh viện, thấy trên người Lý Thế Bảo toàn là máu. Tuệ Nhi hỏi: Anh hai, anh có sao không? Có bị thương không? Máu này là... Lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn Lý Tuệ Nhi. Mọi người có mặt ai cũng hết hồn, bởi lần đầu tiên họ thấy nước mắt của Lý Thế Bảo rơi. Đúng vậy, anh đã khóc, khóc thật rồi. Lần đầu tiên trong đời anh sợ mất đi một người như vậy. Lý Tuệ Nhi dịu dàng, nhẹ nhàng nói: Anh hai à, anh phải mạnh mẽ lên. Anh mạnh mẽ, Khả Hân mới không lo lắng mà tỉnh lại. Anh hiểu không? Giờ anh có thể kể cho em là có chuyện gì xảy ra hay không? Lý Thế Bảo ôm em gái mình, run rẩy nói: Tuệ Nhi, anh rất sợ. Cô ấy chảy rất nhiều máu, mà cây sau đó lại đâm ngay tim của cô ấy. Anh thật sự rất sợ. Lúc này có tiếng bước chân chạy đến, là Lý Tuệ Nhiên chạy vào. Khi biết tin, cô tức tốc mua vé máy bay để bay về gấp. Đến khi tâm trạng ổn định hơn một chút, Lý Thế Bảo mới kể lại cho mọi người nghe. Sau khi kể xong, anh gục mặt xuống hối hận nói: Phải chí lúc đầu anh đừng kêu cô ấy đợi mà dẫn cô ấy theo giả xe, thế cô ấy không bị bắt cóc và xảy ra chuyện này. Tất cả là tại anh cả. Không được, con à Hứa Nhã Linh kia đang ở đâu? Em phải đi xe xác cổ ta. Tức quá mà, cổ ta có phải là người không vậy? Tiện nhân. Lý Thế Bảo trả lời em gái mình: Người của anh đã bắt giữ cô ta rồi. Em yên tâm đi, đợi kết quả cấp cứu của Khả Hân xong, anh lập tức đến giữ cô ta. Quay qua Chuông Kiến Văn, Lý Thế Bảo nói: Kiến Văn, cậu cho tôi mượn phòng giam của cậu để tôi chơi với cô ta một chút. Trường Kiến Văn gật đầu và ra lệnh cho người đem Hứa Nhã Linh về phòng giam trong trụ sở của anh. Bởi vì vết thương của Khả Hân khá sâu nên ca phẫu thuật kéo dài đến gần sáng vẫn chưa mở cửa. Hai chị em Tuệ Nhiên và Tuệ Nhi dựa vào nhau ngủ gục ở băng ghế chờ. Trường Kiến Văn thì đứng nói chuyện và an ủi Lý Thế Bảo. Anh nói: Cậu đừng quá lo lắng, cô bé đó hiền lành, ơn trên sẽ phù hộ cho cô ấy được bình an, nên cậu đừng quá lo nhé. Lý Thế Bảo gật đầu nhưng không trả lời. Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, ai cũng tỉnh táo chạy lại xem. Vị bác sĩ trẻ nhưng giỏi nhất bệnh viện tháo khẩu trang hỏi: Ai là người nhà của bệnh nhân vậy? Tôi là chồng của cô ấy. Ai cũng bất ngờ với câu trả lời của Lý Thế Bảo, nhưng không quan trọng, nghe kết quả mới quan trọng, bác sĩ nói. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì mũi dao quá sâu và rất gần tim, chỉ cần người ra tay mạnh một chút nữa thì đã không thể cứu được cô ấy. Thế nên cô ấy đã thoát khỏi tử thần, nhưng vẫn hôn mê, khi nào tỉnh lại được thì chúng tôi cũng không chắc chắn. Cô ấy được đưa đến phòng hồi sức cấp cứu, theo dõi khoảng 8 tiếng nữa. Nếu ổn định sẽ đưa ra ngoài và người nhà được vào thăm cô ấy. Nói xong, bác sĩ mệt mỏi bỏ đi. Có Lý Thế Bảo như bị điểm huyệt, không hề nhúc nhích. Mọi người ai cũng đau lòng, nhưng mà không thể yếu đuối lúc này. Để Lý Thế Bảo mạnh mẽ lên, mọi người khuyên anh nên về nhà nghỉ ngơi vì còn 8 tiếng nữa mới được gặp Khả Hân. Lý Thế Bảo đòi đi giải quyết Hứa Nhã Linh ngay, nhưng Chuông Kiến Văn nói: Muốn trị tội kẻ thù thì phải trị lúc tinh thần ta sảng khoái nhất. Như vậy mới có sức, có lúc mệt mỏi thì không nên. Cậu nghe lời tôi, về nghỉ ngơi đi. Nghe Chuông Kiến Văn nói như vậy, Lý Thế Bảo mới chịu về. Tối qua, Lý Tuệ Nhi trên đường đến bệnh viện cũng đã điện thoại cho ba mẹ Lý biết, nhưng vì du lịch ở xa nên mua vé máy bay về thì cũng đến chiều hôm sau mới về đến. Lý Tuệ Nhiên đón ba mẹ về, kể rõ mọi chuyện với hai người. Mẹ Lý sau khi nghe xong xém chút nữa là xỉu, bởi bà thật sự rất thương Khả Hân. Con bé cực khổ, giống bà hồi trẻ,
cộng thêm tính cách hiền lành nên bà thương như thương Tuệ Nhiên và Tuệ Nhi vậy. Để ba mẹ nghỉ ngơi, đến 4 giờ 45 thì cả nhà xuất phát đến bệnh viện. Khả Hân được bác sĩ thông báo đã ổn định và đưa về phòng bệnh theo dõi. Lý Thế Bảo đã thuê phòng VIP cho Khả Hân, trong phòng có đầy đủ tiện nghi và có giường lớn như đang ở nhà để cô được nghỉ ngơi, và anh cũng đến chăm sóc cô. Đi đến giường bệnh, nắm lấy tay của Khả Hân, anh nói: "Em mau tỉnh dậy đi, mọi người ai cũng thương em, ai cũng đau lòng khi em nằm ở đây. Em mau tỉnh dậy, để còn cãi nhau với anh, còn chọc cho anh tức nữa. Khả Hân, em có nghe anh nói không?" Mọi người trong phòng ai cũng đau lòng, không cần hỏi, ai cũng biết là Khả Hân đối với Lý Thế Bảo quan trọng như thế nào. Mẹ Lý đi đến, vỗ vai con trai nói: "Con đừng quá đau lòng, con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi." Mọi người ai cũng đi đến nói chuyện với Khả Hân vài tiếng, mặc dù không biết cô ấy có nghe thấy không, nhưng ai cũng hy vọng cô ấy sẽ tỉnh lại. Đến tối, mọi người về hết, Lý Thế Bảo lên giường nằm cạnh Khả Hân, vuốt ve khuôn mặt của cô, cô nhắm mắt thở đều như đang ngủ vậy. Lý Thế Bảo chạm nhẹ lên má cô, nói: "Anh dự định lần này khi ba mẹ đi du lịch trở về, anh sẽ nói chuyện với ba mẹ cưới em. Anh biết suy nghĩ trong lòng em, anh biết hết. Anh biết em sợ bản thân em không xứng với anh nên luôn né tránh anh." Tay Lý Thế Bảo vuốt ve lên sống mũi cao của Khả Hân, tiếp tục thì thầm: "Anh cũng biết em luôn tự thi về mình, nhưng mà em có biết không, không ai có thể xứng với anh hơn em cả. Không một ai có thể thay thế em hết." Cúi đầu hôn một cái lên trán của cô, anh nói: "Em biết không, kể từ cái chạm vào nhau ở siêu thị lần đó, anh đã để ý em rồi. Không gặp ở quán cà phê, biết tên em qua lời gọi của những người bạn làm cùng em. Anh cảm thấy cái tên đó thật đẹp, đẹp như con người em, như nụ cười của em vậy." Lý Thế Bảo nói chuyện với Khả Hân như đang tâm sự vậy. "Em không biết rằng, đáng lẽ ra anh rất tức giận vì ở buổi tiệc đó anh bị bỏ thuốc. Nhưng mà anh cũng biết ơn vì nó mà anh có được em, người con gái xinh đẹp nhất của anh. Định mệnh lại tiếp tục khi em vào nhà anh làm việc. Lúc đó, anh thề với chính mình rằng bằng bất cứ giá nào, anh cũng sẽ cưới em. Khả Hân, anh yêu em. Mau tỉnh dậy để nghe lời tỏ tình của anh đi." Lý Thế Bảo có thuê người túc trực cả ngày bên giường bệnh của Khả Hân để chăm sóc, đọc sách cho cô nghe. Bởi vì bác sĩ nói, nếu nói chuyện hay đọc sách cho người bệnh nghe, thì có khi người bệnh sẽ mau tỉnh dậy, và nhiệm vụ của y tá là ở trong phòng đọc sách cho Khả Hân nghe. Anh thuê y tá chăm sóc là nữ, nhưng tuyệt đối chuyện lau người cho Khả Hân thì không cần làm, anh sẽ tự tay làm. Lau xong ổn thỏa thì đến chuyện trả thù cho cô, đến lúc anh nên đi gặp Hứa Nhã Linh rồi. Lên xe rời khỏi bệnh viện, Lý Thế Bảo đi đến trụ sở của Trường Kiến Văn, nơi đang nhốt Hứa Nhã Linh và đám người hôm đó định làm hại Khả Hân của anh. Trong phòng giam dưới tầng hầm ẩm ướt, mấy hôm nay bọn chúng bị bắt không được ăn, chỉ được uống nước để cầm cự sự sống. Vừa gặp Lý Thế Bảo, Hứa Nhã Linh cay nghiệt nói: "Sao bây giờ đến đây thì chắc con đàn bà đó đã chết rồi hả? Hà hà, thật tiếc, vì hôm đó người đâm không phải tao. Nếu là tao thì tao đã tiễn nó đi rồi." Bốp, cô à vừa dứt câu thì đã bị táng ngay một cái đầu điếng. Để Lý Thế Bảo còn chưa kịp phản ứng nữa, nhìn kỹ lại coi là ai xả tay, thì ra là cô em gái cưng của anh, Lý Thụy Nhiên. Anh cười nói: "Em gái, sao em lại đến đây?" "Em vừa đến bệnh viện thấy anh rời đi nên em chạy theo, thì ra là đến giải quyết con ả này." Lý Thế Bảo ra lệnh cho người lấy ghế cho em gái ngồi. Lý Thụy Nhiên hỏi: "Bây giờ anh muốn giải quyết cô ta thế nào đây?" "Anh vẫn đang suy nghĩ, còn em muốn thế nào?" "Em muốn trả lại cho cô ta
tất cả những gì cô ta làm với Khả Hân. Lý Thế Bảo cười, nói với em gái. Được rồi, anh cũng định làm như vậy. Nhưng ở đây không thích hợp, cho em gái xinh đẹp của anh ngồi xem. Hay là em về đi, anh sẽ kể lại cho em nghe tất cả. Khi anh về, có được không? Lý Tuệ Nhiên nghe anh hai nói như vậy, suy nghĩ thì cũng phải. Ở đây, toàn là người của trường Kiến Văn và là đàn ông, nên thôi cô về. Đứng dậy, cô nói. Anh phải thật mạnh tay nha, em đến bệnh viện để thăm Khả Hân. Sau khi hai anh em nói chuyện xong, thì Lý Tuệ Nhiên cũng rời đi. Cuộc nói chuyện mà Hứa Nhã Linh nghe được là Khả Hân chửa chết, cô ta tức tối nói. Đồ con đàn bà xấu xa, điều mà đòi đeo chân hạc, sau đó không chết đi, sống chi cho chặt đất. Vừa dứt câu, cô ta đã bị người của Lý Thế Bảo đánh một cái ngay bụng. Anh không đánh con gái, nhưng anh cũng không cho phép ai ức hiếp, nhục mạ Khả Hân. Cô ta ngồi dậy, trợn mắt nhìn Lý Thế Bảo, quát. Tôi theo đuổi anh lâu như vậy, tôi lại là thiên kim tiểu thư, tôi biết xứng với anh. Nhưng tại sao anh lại vì con nhỏ người hầu quê mùa đó mà không ngó ngàng đến tôi? Cô xứng sao? Gửi đâu? Đem một thau nước sôi ra đây. Hứa Nhã Linh liền cảm thấy không hay. Không lẽ Lý Thế Bảo muốn làm gì cô? Cô à run run hỏi. Anh định làm gì tôi? Lý Thế Bảo cười, chậm rãi trả lời. Cho cô trải qua cảm giác khi bị người khác ra nước sôi vào người là như thế nào. Không, không được, chúng bay, không được đụng đến tao. Run rẩy hét lên và cô né tránh khi thấy thau nước mà người của Lý Thế Bảo bưng ra. Cô ả sợ sệt cầu xin. Lý Thế Bảo, tôi xin anh tha thứ cho tôi đi. Lần sau tôi không dám nữa. Tha thứ sao? Vậy lúc cô làm cho người con gái của tôi tổn thương, cô có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Lần đầu tôi đã bỏ qua, vậy mà cô còn muốn hại cô ấy lần nữa. Vậy thì trả cả vốn lẫn lãi đi. Dứt câu, Lý Thế Bảo cho người tạt nguyên thau nước sôi vào người của Hứa Nhã Linh. Cô ta hét lên. À! Sau khi cô ta bị phỏng, không những không được chữa, còn bị tiêm thuốc vào người, cô à hét lên. Các người tìm cái gì cho tôi vậy? Cho cô nếm thử cảm giác bị làm nhục là như thế nào. Gửi đầu, tiêm thuốc cho 8 thằng khốn nạn đêm đó và nhốt cùng một phòng với cô ta để bọn chúng tự chui nhau cho đến chết. Lý Thế Bảo khuôn mặt lạnh lẽo nói tiếp. Và cho đặt máy quay trực tiếp pha lên tất cả nền tảng mạng để tôi xem lúc này thì Hứa tiểu thư xinh đẹp sẽ nổi tiếng như thế nào. Phải làm liên tục trong một tuần. Sau đó nếu như còn sống thì đem ta đến khu chợ đen để làm gái suốt đời cho đến chết. 8 thằng kia cũng y như vậy. Cúi xuống nhìn Hứa Nhã Linh, Lý Thế Bảo nói. Con đã giải quyết xong rồi thì đến cha. Ai kêu ông ta không biết dạy con. Không được, ai không được làm hại đến bà tôi. Nhưng mà Lý Thế Bảo đã đi xa rồi, bây giờ đến cái giá mà phải trả. Khi trả thù cho Khả Hân xong, Lý Thế Bảo quay lại làm việc. Mỗi ngày anh chỉ về nhà ăn cơm cùng ba mẹ Lý và em gái. Chiều trước khi về nhà, Lý Thế Bảo sẽ ghé qua bệnh viện lau người cho Khả Hân. Đến tối anh lại đến bệnh viện ngủ với cô. Ngồi kế bên giường, anh nắm tay cô nói. Cục cưng, anh đã trả thù cho em rồi. Em mau tỉnh dậy đi, anh rất nhớ em. Anh nhớ món ăn em nấu, nhớ nụ cười của em và nhớ giọng nói của em. Mỗi khi cãi anh hay phản đối những việc anh làm, anh rất nhớ em. Dáng vẻ Lý Thế Bảo ngồi nói chuyện một mình với Khả Hân, nếu ai nhìn thấy đều cảm thấy xót xa và thấy được sự cô đơn của người đàn ông trông mong người thương khỏe lại. Vài ngày sau, trên báo chí đưa tin chủ tịch tập đoàn Hứa Thị phá sản và phải đi tù. Thêm đó, hàng loạt các trang mạng điện tử đưa video Hứa Nhã Linh quan hệ một lúc cùng 8 người đàn ông suốt một tuần, ngày nào cũng có video mới. Bà cô ta, ông Hứa, vì quá đau lòng, tức giận và áp lực nên đã tự tử chết trong tù. Hứa Nhã Linh hay tin bà chết thì suy sụp, từ nhỏ sống đương tựa vào ba mình
Vì mẹ mất sớm, ông rất thương cô. Nhưng cô vì mù quáng mà gây ra biết bao nhiêu sai lầm, hối hận à ta cũng cắt cổ tay tự tử trong phòng tắm của nhà nghỉ khi vừa bị bắt tiếp khách xong. Thời gian thật mau, mới đây đã 3 tháng kể từ khi Khả Hân gặp chuyện. Cuộc sống cứ chuyển động, mỗi ngày cứ trôi qua, còn người ta vẫn cứ tất bật với công việc, chỉ có Khả Hân nằm trên giường bệnh như đang ngủ, ngủ rất ngon. Lý Thế Bảo mỗi ngày vẫn đi làm tất bật với công việc, nhưng bây giờ không ai còn thấy anh cười nữa. Nụ cười từ lâu đã quá xa lạ với anh, và Lý Thế Bảo nổi tiếng lạnh lùng bây giờ càng âm trầm và già xét hơn. Hôm nay cả nhà ăn cơm tối, có mặt đầy đủ thành viên trong gia đình. Sau khi xong bữa tối, đến khi ăn trái cây tráng miệng, Lý Thế Bảo lên tiếng nói: "Còn có một sự thật đã giấu mọi người trong nhà rất lâu, giờ con muốn nói với ba mẹ. Anh hai cũng muốn cho hai em biết." Cả nhà thấy anh nghiêm túc quá nên im lặng lắng nghe. Lý Thế Bảo nhìn mọi người đều đang lắng nghe thì tiếp tục nói: "Thật ra con yêu Khả Hân lâu rồi. Nếu cô ấy tỉnh dậy, con muốn cưới cô ấy làm vợ." Lúc này cả nhà đồng thanh nói: "Biết rồi." Lý Thế Bảo lúc này hơi bất ngờ nhìn mọi người, mẹ Lý mới lên tiếng: "Thật sự thì mẹ đã nhìn ra con thương con bé từ lâu, chỉ là mẹ không biết con gặp và thương con bé lúc nào thôi, hay là khi con bé vào nhà mình rồi con mới có tình cảm." "Vậy hóa ra mọi người đã biết cả rồi?" "Biết, biết từ lâu rồi." Cả nhà không ai hẹn nhau mà đồng thanh trả lời, y chang như đã tập trước từ lâu vậy. Mẹ Lý mỉm cười hỏi: "Vậy bây giờ con có thể kể cho chúng ta biết con thương con bé từ lúc nào không?" Lý Thế Bảo mỉm cười như đang nhớ lại khoảnh khắc gặp Khả Hân, rồi bắt đầu kể lại cho cả nhà nghe. Lại tiếp tục thêm 3 tháng nữa trôi qua. Tối hôm nay như mọi khi, Lý Thế Bảo đến bệnh viện cùng Khả Hân. Tối hôm nay anh không ngủ được nên ngồi bên giường bệnh nói với cô rất nhiều chuyện. Cuối cùng anh gục mặt lên bàn tay cô, nghẹn ngào nói: "Khả Hân, em đã nằm đây 6 tháng rồi. Anh rất nhớ em. Em có thể tỉnh lại nhìn anh không? Bé cưng, thức dậy đi, đừng ngủ nữa mà, anh xin em." Lúc này anh cảm nhận được tay của Khả Hân cử động. Lý Thế Bảo mừng rỡ đứng dậy ôm chặt Khả Hân vào lòng, giọng nói rồn rồn: "Cuối cùng thì bao nhiêu ngày đợi chờ, em cũng tỉnh rồi, bé cưng của anh." Hôn nhẹ lên trán cô, Lý Thế Bảo nhỏ giọng nói: "Em đợi anh một chút, để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em nhé." Khả Hân gật đầu vì cô không ngờ mình đã ngủ một giấc lâu như vậy. Lúc nãy cô nghe Lý Thế Bảo nói cô đã hôn mê 6 tháng rồi, ngủ một giấc dậy mà hôn mê lâu đến như vậy. Gọi bác sĩ xong, anh tranh thủ gọi điện báo tin cho gia đình biết. Xong rồi vào phòng để xem bác sĩ khám thế nào. Lúc này gặp anh bước vào, bác sĩ nói: "Thư Lý thiếu gia, thiếu phu nhân đã khỏe hẳn rồi, nhưng vì nằm trên giường bệnh quá lâu, thế nên thiếu phu nhân chưa thể đi đứng bình thường. Cần phải tập vật lý trị liệu khoảng 1-2 tháng. Đến lúc đó thiếu phu nhân khỏe hẳn rồi, có thể xuất viện ạ." "Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ." Sau khi bác sĩ rời đi, Lý Thế Bảo đến ngồi bên cạnh cô, tay vuốt tóc Khả Hân, hỏi: "Em thấy trong người thế nào rồi? Có đau hay mệt mỏi chỗ nào không?" Khả Hân lắc đầu, vì mới tỉnh dậy nên cô chỉ lắc đầu hoặc gật đầu. Cổ họng khổ khốc nên giọng nói vẫn còn nhỏ, phải đưa tai đến gần mới nghe được. Cô mở miệng hỏi mà rất đau: "Vì sao họ lại gọi tôi là thiếu phu nhân?" Lý Thế Bảo cúi thấp xuống để tai ở bên miệng cô mới nghe được Khả Hân nói gì. Khi nghe thấy cô hỏi, anh vui vẻ trả lời: "Bởi vì em là người phụ nữ của anh, họ không gọi em là thiếu phu nhân thì gọi là gì?" Hôn lên môi cô một cái, Lý Thế Bảo nói: "Bé cưng, mau khỏe lại, rồi chúng ta về nhà nhé." Hôm nay vì Khả Hân tỉnh lại nên Lý Thế Bảo rất vui, cả đêm không ngủ
nằm ôm cô kể đủ thứ chuyện của 6 tháng qua cho cô nghe. Kể cho Khả Hân nghe, khi mọi người hay tin đã phản ứng ra sao, họ đã dừng hết mọi hoạt động để về xem cô thế nào. Nhờ vậy mà cô thật sự rất cảm động vì mọi người đều rất yêu thương mình. Nào là chuyện anh đã giúp cô trả thù Hứa Nhã Linh thế nào, rồi sau đó anh cúi xuống ôm cô. Lý Thế Bảo nói: anh thật sự rất lo sợ, anh sợ em sẽ không tỉnh lại nữa, hoặc là khi tỉnh lại em lại không nhớ anh là ai. Khả Hân cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh và cách xưng hô với cô đã thay đổi, thật sự rất ngọt ngào. Sáng hôm sau, mọi người vào thăm cô. Lý Thế Bảo đỡ Khả Hân ngồi dậy, dựa vào giường để dễ nói chuyện. Mẹ Lý đến nắm tay cô, nói: mọi người rất lo cho con, giờ con tỉnh lại rồi, mọi người đều rất vui mừng. Cô thều thào nói: con cảm ơn bà chủ. Bà Lý cũng vui vẻ nói: con khỏe lại là tốt rồi. Lý Tuệ Nhiên hùng hổ nói: chị rất vui vì cưng tỉnh dậy, nếu không là chị giận em luôn. Con cảm ơn mọi người đã thương con. Mọi người ở lại chơi một chút rồi cũng đi về. Có Lý Thế Bảo xin nghỉ làm một tuần, đem việc quan trọng đến bệnh viện làm. Cô không hiểu sao ông chủ đồng ý, không phải trước đây ông chủ đã không chấp nhận chuyện của cô và Lý Thế Bảo sao? Ông chủ còn trách móc anh ấy mà. Thời gian đầu Khả Hân tập luyện rất khó khăn, có khi đau đến mức cô bật khóc. Những lúc như vậy Lý Thế Bảo đều ôm cô vào lòng an ủi. Được một tuần thì Khả Hân đã kiềm chế được, không khóc nhè nữa. Lý Thế Bảo mới yên tâm đi làm lại. Mọi người khơi sành đều vào bệnh viện thăm cô. Có Lý Thế Bảo sáng đi làm, nhưng tối đều đến ngủ với cô và hỏi han xem hôm nay tập thế nào rồi. Có lần cô hỏi Lý Thế Bảo: sao anh cứ đến đây ngủ với tôi hoài vậy? Anh không sợ mọi người nói với ông bà chủ à? Lời còn chưa nói hết, Lý Thế Bảo đã cúi xuống hôn lên môi cô nói: em đừng suy nghĩ nhiều nữa, không có ai nói gì hết, ba mẹ anh cũng không, với lại không ôm em anh không ngủ được. Bé cưng, đừng có suy nghĩ nhiều nữa, ngủ thôi. Nói xong Lý Thế Bảo ôm cô vào lòng ngủ ngon lành. Khả Hân cố gắng luyện tập suốt 2 tháng trời, đến giờ thì cô đã khỏe hẳn và chuẩn bị về nhà. Hôm nay là ngày Khả Hân ra viện, Lý Thế Bảo đến đón cô về. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, anh đến nắm tay cô vui vẻ nói: chúng ta cùng về nhà thôi bé cưng. Xe vừa về đến cửa biệt thự, Khả Hân đã thấy mọi người đi ra ngoài cửa đón cô về. Bà quản gia và mấy chị làm chung đi ra ôm cô. Mấy chị nói: chị nhớ bé Hân quá, cưng khỏe rồi, mừng ghê. Các chị cứ tranh nhau nói làm Khả Hân rất vui vẻ. Cô ôm lại mấy chị, rưng rưng cảm động và nói: em cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương em ạ. Lúc này Lý Thế Bảo đã đậu xe xong và đi vào, nắm tay cô nói: em vào nhà đi, ba mẹ đang đợi kìa. Mọi người mới nhớ lại ông bà chủ đang ngồi ở phòng khách đợi, buông Khả Hân ra để cô đi vào vì sợ ông bà chủ biết cô thân mật với Lý Thế Bảo nên cô vội rụt tay về. Lý Thế Bảo cười cười vuốt vuốt tóc cô, cưng chiều nói: đi thôi em. Khả Hân chào mấy chị và bà quản gia đi vào trong. Cô đến trước bộ ghế sofa ở phòng khách mà ông bà chủ đang ngồi, cúi đầu chào họ. Thưa ông bà chủ, con mới về ạ. Con cảm ơn mọi người đã giúp con điều trị bệnh. Số tiền đó cả đời con cũng không trả hết. Con xin ở đây làm việc cả đời để trả ơn ạ. Lần nằm viện này cô biết là đã tốn kém số tiền rất lớn. Nếu không có tiền của ông bà chủ, có lẽ Khả Hân đã đi theo ba cô luôn rồi. Cô thật sự biết ơn họ rất nhiều. Bà chủ Lý cười, ngoắc tay kêu cô lại: không sao đâu con gái, đến đây ngồi nào. Khả Hân cúi đầu đi đến ngồi xuống bên cạnh. Bà nắm tay cô nói: con khỏe mạnh trở về là tốt lắm rồi. Số tiền đó đối với gia đình ta không có là bao hết. Con khỏe
là cả nhà vui rồi. Với lại chỉ cần con... Bà chủ đang nói thì tự nhiên ông chủ tằng hắng, nên bà đổi chủ đề. Con thấy mệt không? Lên phòng nghỉ ngơi đi. Ông chủ lúc này mới lên tiếng. Bà nói đúng đó, con lên lầu nghỉ ngơi đi. Cô cúi đầu chào và nói lời cảm ơn với ông chủ. Sau đó Khả Hân lên phòng thì Lý Thế Bảo cũng đi theo. Khi đến cửa phòng ngủ của anh, cô định lướt qua về phòng ngủ của mình thì anh nắm tay cô lại, nói: Em đi đâu vậy? Tôi đi về phòng. Phòng em ở đây. Nhưng... Không có sao hết, em không cần phải lo lắng gì cả, cứ yên tâm mà ở đây, nghe lời anh, đừng cãi nữa có được không? Cô nghĩ dù ở bên phòng kia thì tối cũng bị anh ấy đem về đây thôi. Với lại tùng này cũng chỉ có một mình cô dọn dẹp nên cũng không ai biết được đâu. Vậy nên Khả Hân gật đầu đồng ý với Lý Thế Bảo. Cô vừa gật đầu xong thì anh ẵm cô lên đi về giường ngủ, vừa đi vừa nói: Em mệt rồi, chúng ta ngủ thôi, nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Đặt Khả Hân xuống giường, nhẹ nhàng Lý Thế Bảo nằm xuống bên cạnh ôm cô ngủ. Cô vì mới khỏe lại nên cũng mệt mỏi, ngủ ngon trong lòng anh đến chiều luôn. Sáng hôm sau, cô muốn dậy sớm phụ giúp mọi người nấu nướng, thế nhưng Lý Thế Bảo ôm cô chặt hơn, nói: Ngoan, không ai bắt em làm việc cả, nên nghe lời anh, ngủ thêm một chút đi. À, mà tối nay em mặc đẹp một chút, anh muốn đưa em đến một nơi và ăn tối ở đó luôn. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết. Còn ở nhà, em đừng có lo, tôi muốn dẫn em đi đâu cũng không ai cản được. Khả Hân gật đầu. Lúc đó Lý Thế Bảo mới buông cô ra rồi nhắm mắt ngủ thêm một chút nữa. Đến tối, anh dẫn cô đi ăn tối lên trên tầng cao nhất, chắc là khu VIP, vì Khả Hân thấy chỉ có 4 phòng ăn được phân cách riêng tư. Và khi bước vào phòng thì phòng khách trang trí rất đẹp, giống như một phòng khách sạn thì đúng hơn. Sau khi ăn tối xong, Lý Thế Bảo nhờ nút gọi phục vụ vào dọn dẹp, rồi anh nắm tay Khả Hân đến bộ sofa để ngắm bầu trời rất nhiều sao, rất đẹp, mải ngắm mà cô quên mất người bên cạnh. Lý Thế Bảo nghiêng người qua, hôn lên môi cô một cái, rồi nói: Tối nay em có thích không? Có thích ngắm sao thế này không? Khả Hân thành thật gật đầu, vì hôm nay thật sự rất lãng mạn. Nhưng mà cô liền tiếng: Đẹp và thích lắm, có điều tôi thấy tiếc tiền, chúng ta thế này hơi bị phí. Em ngốc, một bữa ăn không hết là bao nhiêu? Quay Khả Hân qua, nhìn thẳng mặt đối mặt với anh, Lý Thế Bảo nói: Khả Hân, anh nhận ra anh thật sự yêu em rồi. Anh rất yêu em, để em có thể mở lòng với anh được không? Khả Hân bất ngờ vì không nghĩ Lý Thế Bảo sẽ tỏ tình với mình. Lấy lại bình tĩnh, cô nói: Tôi biết anh thích tôi, nhưng đây có thể chỉ là cảm giác tạm thời. Và khi anh gặp được người anh yêu thì người đó sẽ đem lại hạnh phúc cho anh. Lý Thế Bảo ôm cô nói: Không, anh sẽ không yêu ai khác ngoài em. Em có biết khoảnh khắc em nằm trong vòng tay anh nhắm mắt, khi cây dao đó đâm ở ngực em, thì anh đã lo sợ đến mức nào không? Thế Bảo vừa nói, cô vừa cảm nhận được cái run nhẹ từ anh ấy. Anh tiếp tục nói: Khi em nhắm mắt, anh cảm giác như mất đi tất cả thế giới này. Anh đã ngồi suốt mấy tiếng trước phòng cấp cứu, chỉ cầu xin một điều: đừng có đưa em đi. Ơn trên, hãy để em lại. Và anh tự hứa, khi em tỉnh lại, anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em. Buông Khả Hân xa, đối diện với mình, Lý Thế Bảo nói: Vậy nên lần này em đừng từ chối anh nữa, hãy chấp nhận anh, hãy làm người con gái anh yêu và làm vợ của anh sau này, có được không? Khả Hân cảm động vì từng lời nói của Lý Thế Bảo, cô cảm nhận được sự chân thành, sự dịu dàng và chăm sóc của anh dành cho cô càng ngày càng nhiều. Ngước mặt lên nhìn Lý Thế Bảo, cô bộc lộ cảm xúc của mình trước anh. Khả Hân không phải sắt đá, không biết được mọi chuyện anh làm. Cô cũng biết rung động, nhưng bức tường thành trước mặt cô thật khó vượt qua. Khả Hân nhỏ giọng nói: Em cảm nhận được hết, em biết
anh quan tâm đến em như thế nào. Anh chăm sóc em suốt 6 tháng rồi, em nằm trên giường bệnh ra sao, em đều đã nghe lại hết. Chị Tuyệt Nhiên đã nói cho em nghe, không sót một chút nào cả. Nước mắt ở khóe mắt cô rơi xuống, nghẹn ngào nói. Nhưng mà anh và em ở hai thế giới quá khác biệt nhau. Anh nhớ vì sao lấp lánh ở trên bầu trời kia, còn em chỉ là một hạt cát bên đường. Ông bà chủ quả tốt, gia cảnh của anh cũng rất tốt, còn em... Khả Hân không kiềm được, tự cảm thấy bản thân mình thấp kém. Anh không cần biết bên ngoài thế nào, người khác nghĩ gì, anh chỉ muốn biết một chuyện mà thôi. Và em phải trả lời thành thật cho anh, em có yêu anh không? Khả Hân lúc này không muốn lừa dối chính mình nữa, cô không thể trả lời, vì nước mắt đã không kiềm được cứ rơi. Cô chỉ gật đầu thay cho lời muốn nói. Lý Thế Bảo vui mừng lau nước mắt cho cô, hôn Khả Hân một cái thật mạnh, ôm cô vào lòng và nói, anh chỉ cần như thế là đủ rồi. Anh sinh ra đã ở vạch đích, chỉ để bù đắp cho em tất cả những gì em đang thiếu, nên em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Anh sẽ cho em một gia đình yêu thương em, một cuộc sống không bao giờ thiếu thốn, và cho em trái tim này chỉ đập loạn duy nhất vì em. Hôn nhẹ lên trán cô, Lý Thế Bảo tiếp tục nói, về phía gia đình mà em đang lo lắng thì em yên tâm. Ở nhà, từ ba mẹ cho đến người làm hay chú bảo vệ đều rất thương em. Nếu em làm thiếu phu nhân của họ thì họ càng mừng đó chứ. Ngừng một chút, Lý Thế Bảo tiếp tục nói, còn về xã hội ngoài kia em càng không cần phải để ý. Người mà Lý Thế Bảo này chọn thì đố ai dám lên tiếng phản đối. Huống chi em là một người con gái, đẹp người đẹp nết, lại vô cùng hiền lành, thì họ càng không có lý do để so sánh hay nói gì em hết. Buông Khả Hân ra, nhìn thẳng vào mắt cô, Lý Thế Bảo hỏi lại lần nữa, vậy nên em có chấp nhận là bạn gái anh không? Khả Hân mỉm cười gật đầu đồng ý. Lý Thế Bảo vui mừng cúi xuống hôn lên môi cô nói, cảm ơn em cục cưng, anh yêu em. Em cũng yêu anh, Thế Bảo. Lý Thế Bảo tiếp tục hôn xuống môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng và trân trọng, một nụ hôn dành cho người con gái anh yêu. Và đêm đó hai người ở lại trong khách sạn, trong căn phòng nhìn thấy bầu trời đầy sao đó, vui vẻ trao nhau niềm vui khi được hòa làm một, cũng như niềm vui khi chấp nhận đối diện với tình cảm của đối phương. Sáng hôm sau khi cô vừa tỉnh dậy vì muốn dành cho cô bất ngờ, anh nói, chút về nhà em chuẩn bị hành lý đi, em và anh lên đường về quê em nhé. Anh nói thật? Khả Hân khá bất ngờ khi anh nói vậy. Thật, anh nghiêm túc mà, với lại anh cũng muốn đến thăm gia đình chú thím của em, họ thật sự rất tốt với em. Cô thật sự rất cảm động, cô không ngờ Lý Thế Bảo lại yêu mình nhiều đến vậy. Khả Hân sừng sững nước mắt, nói, em cảm ơn anh. Khổ quá, anh làm thế vì anh yêu em mà. Em cũng yêu anh. Từ quê nhà của cô đến thành phố hiện tại đang ở cũng mất 2 ngày đi xe, nên Lý Thế Bảo và cô đi bằng máy bay đến thành phố ở huyện mà Khả Hân sống, dù đi xe đến nhà cô khoảng 2 tiếng là đến. Chạy trên con đường quê mình, cảm giác trong lòng rất xuyến xao, cảm giác xa quê hương. Bây giờ trở về, cô thật sự rất hồi hộp, không biết ở nhà mọi người thế nào rồi. Khi xe quẹo vô con đường đến nhà chủ út, Khả Hân quay qua hỏi Lý Thế Bảo, sao anh biết đường vào nhà của chủ út em vậy? Có chuyện gì của em mà anh không biết đâu, bé cưng. Khả Hân thật sự rất kinh ngạc, xe dừng trước cửa nhà thì có người ra mở cửa, vừa lái xe vào sân, cô đã thấy chủ út đứng trông ở cửa rồi. Khi Khả Hân vừa bước xuống xe thì chú út chạy ra ôm cô nói, là con, Khả Hân, con về thật rồi. Cô lúc đầu còn kiềm chế, đến khi nghe chú út nói thì Khả Hân khóc thật sự. Chú rừng rừng xúc động nói, Vào nhà đi con. Rồi quay qua như Lý Thế Bảo nói, mời cậu vào nhà. Sau đó chú quay vào trong, mẹ mấy đứa nhỏ, bé Hân về rồi nè.
Thêm út của cô cũng không kiềm được xúc động, chạy ra ngoài thấy cô thì nước mắt rơi, nói: con đi đâu mà mấy năm nay không về, cũng không gọi về cho chú Thêm biết tin tức gì hết trơn vậy? Lúc này chú út mới nói: bà đừng xúc động, vào nhà rồi nói chuyện. Khả Hân quan sát xung quanh thì nhà của chú út có vẻ khang trang và cuộc sống tốt hơn lúc trước. Thằng bé mở cổng lúc nãy là con trai út của chú Thím, 11 tuổi. Cô đi mấy năm không về, vì lâu quá không gặp nên nó không nhớ cô. Lúc mẹ Khả Hân rước cô đi, nó chỉ mới 5-6 tuổi nên quên cũng phải. Nó chỉ gật đầu chào rồi ra sau nhà. Lúc này chú út của cô mới lên tiếng hỏi Lý Thế Bảo: cậu đây có phải là người gọi cho tôi nói là sẽ đưa Khả Hân về thăm nhà hôm qua không? Lý Thế Bảo cúi đầu chào và lên tiếng trả lời: dạ đúng rồi ạ. Đáng ra con nên đưa Khả Hân về sớm hơn, nhưng vì con bận quá hôm nay mới đưa về nhà được. Khả Hân thắc mắc quay qua hỏi Lý Thế Bảo: anh còn biết luôn số điện thoại của chú út mà gọi à? Lý Thế Bảo vuốt tóc cô cưng chiều nói: em còn nhiều chuyện không ngờ lắm, từ từ anh sẽ cho em bất ngờ. Chú út nhìn cử chỉ thân mật của Lý Thế Bảo dành cho cháu gái mình nên hỏi cô: Khả Hân, cậu đây là? Khả Hân hiểu ngay nên trả lời: dạ, anh ấy vừa là chủ cũng vừa là bạn trai của con, tên là Lý Thế Bảo ạ. Lúc này Lý Thế Bảo cũng lên tiếng: dạ, con chào chủ Thím, lần này đưa Khả Hân về thăm nhà cũng là để xả mắt gia đình ạ. Chú Thím của cô có vẻ vừa ý với Lý Thế Bảo nên cười tươi rói tiếp tục câu chuyện. Chú út hỏi: mấy năm nay con đi theo mẹ sống tốt không? Sao lâu như vậy rồi mà không về thăm nhà, cũng không về thắp nhang cho bà con? Mỗi lần đám giỗ của anh hai, chú và Thím muốn liên lạc với con, gọi về nhưng không có số điện thoại. Lúc này Khả Hân mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chú Thím của cô nghe. Dạ, năm đó mẹ đem con đi và bỏ số điện thoại cũ của con, cấm không cho liên lạc với chú út. Mẹ cũng cho con đi học như lời hứa với chú, nhưng mà người chồng kia của mẹ có ý đồ bất chính với con nên con rất sợ. Lúc này cô nhìn thấy nét mặt đằng đằng sát khí của Lý Thế Bảo để nắm tay anh rồi kể tiếp: năm con vừa tròn 18 tuổi, ông ta có ý định làm nhục con, bị mẹ phát hiện và hai người đó cãi nhau. Con dịch nghe thì thấy mẹ và ông ta có ý định bán con cho một người đàn ông Đài Loan, con sợ quá bỏ trốn trong đêm. Vừa kể lại mà Khả Hân còn cảm thấy sợ hãi, nước mắt bớt xác rồi. Rất may con đã gặp được chú tài xế tốt bụng đã giúp đỡ và đưa con đến một thành phố khác sinh sống. Ở đó con xin đi làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê và làm thêm để kiếm tiền. Cô kể hết tất cả mọi chuyện và cả chuyện cô gặp anh như thế nào cho chú Thím nghe. Nghe xong chú út tức giận đập bàn một cái, nói: tức chết mà, cái mụ đàn bà đó đã hại chết anh hai con chưa đủ sao mà giờ đến con gái của mình mà cũng không tha. Mụ ta có xứng đáng là mẹ con không? Vậy mà lần đó về đây làm trời làm đất, nhất định phải giành quyền nuôi con, khốn nạn thật mà. Lý Thế Bảo lên tiếng: chú cũng yên tâm, hiện tại Khả Hân đang ở với con, sẽ không ai có thể làm hại đến em ấy. Còn người mẹ kia, nếu con cố ý tìm đến thì con sẽ không tha đâu. Chú út gật đầu yên tâm và nói chuyện hỏi han cùng Lý Thế Bảo. Cuối cùng anh ấy đề nghị được sang mộ ba để thắp nhang cho bà. Chú dẫn cả hai sang mộ ba thắp nhang, cô quỳ trước mộ phần thầm lặng cầu nguyện: bà, con gái bất hiếu đến giờ mới về thắp hương cho bà. Hôm nay con dẫn anh ấy đến rồi, anh ấy rất thương con nên bà yên tâm nhé, con sẽ sống thật tốt nên bà đừng lo lắng cho con ạ. Con gái nhớ bà. Khả Hân thắp hương xong rồi đứng lên, con thấy Lý Thế Bảo đang cầu nguyện không biết nói gì với bà mà lù thế. Đến khi Lý Thế Bảo thắp hương xong, cô hỏi anh: anh nói gì với bà mà lâu vậy? Anh đang xin phép bà cưới em và nói với ba rằng ba yên tâm, anh sẽ thay ba chăm sóc cho em, và ba đã đồng ý rồi,
Ba rất vui nếu như em nhanh chóng kết hôn với anh. Nên lần này về mình cưới liền nhé. Anh nói xạo với em, ba làm sao mà trả lời anh được, gạt người. Lý Thế Bảo cười, hô lên trán cổ đói. Xong rồi, chúng ta về nhà thôi. Thím đã nấu cơm sẵn, đợi mọi người về ăn cơm, cả nhà quây quần bên nhau, cứ hỏi thím. Thím út, Nhân và bé Ngân hiện tại ở đâu rồi ạ? Sao con không thấy anh em ở nhà với chú thím vậy? Thím út nghe nhắc đến hai đứa con lớn thì vui vẻ nói. Thằng Nhân thì đang học bác sĩ, còn con bé Ngân mới vào đại học năm nhất. Hai đứa đang học ở thành phố, cuối năm mới về. Khả Hân không ngờ, ngày xưa hai qua trôi cùng mà giờ hai đứa em họ này đã học cao hết rồi. Chỉ có cô, bây giờ vẫn chưa có được gì trong tay. Nhớ đến công việc của chú thím, cô hỏi. Còn bây giờ, chú thím đang làm gì ạ? Chú và thím lúc này mới vui vẻ nói với cô. Con còn nhớ cửa hàng trái cây hồi xưa của ba con không? Cô hơi bất ngờ vì nó liên quan gì đến chuyện đó chứ, nên lắng tai nghe. Dạ, có chuyện gì? Không phải mẹ con đã bán rồi sao ạ? Chú út của Khả Hân lúc này mới nói rõ hơn. Có một người tên là Henry, khoảng hơn một năm trước đã mua lại và toàn bộ đất đai của bà con lúc trước lại. Uống một hớp nước rồi chú út của cô tiếp tục nói. Nhưng cậu ấy ở nơi khác kinh doanh nên không có thời gian coi mua bán ở đây. Người của cậu ấy đã tìm đến chú, nói chú hãy đứng xa coi việc kinh doanh ở đây. Vốn cậu ấy đưa ra ban đầu là 2 tỷ. Sau khi kinh doanh đủ con số đó rồi thì việc mua bán sau này lời bao nhiêu chú cứ lấy hết. Gợn một chút, chú út của cô mới kể tiếp. Mà con biết đó, cửa hàng trái cây đó bà con mua bán từ trước đến giờ có mối sẵn, nên không bao lâu chú đã hoàn vốn và có tiền sửa sang lại cửa nhà. Còn có dư để chú lo cho mấy đứa em con đi học nữa. Lúc này Khả Hân mới thắc mắc hỏi. Chú có bị gạt không? Làm gì chương đổi này? Có người tốt cho không mình như vậy đâu chú. Thím út của cô lúc này mới lên tiếng. Không có đâu, con gái. Thím nghe người của cậu ấy nói lại. Cậu ấy là người kinh doanh lớn, không có thời gian làm ăn nhỏ lẻ như mình đâu. Còn mua cửa hàng trái cây này chỉ do thích thì mua thôi à? Khả Hân cũng ngạc nhiên. Ủa, có người sảnh đến mức bỏ tiền ra mà không cần thu nhập sao? Mà người giàu thì càng không dễ để mất lợi nhuận như vậy. Nhưng không đợi thắc mắc lâu, đã có người giải đáp cho cô liền. Lúc này từ ngoài sân có một người đi vào. Chú út của cô vừa gặp đã đứng lên bắt tay nói chuyện, sau đó quay qua nói với cô. Đây, người mà chú nhắc đến với con nè. Lúc này anh chàng mặc đồ vest đen mới quay qua Lý Thế Bảo cúi đầu chào. Thưa, thiếu gia mới đến, là tôi không hay, không kịp đến đón ngài ở sân bay. Lý Thế Bảo phất tay nói. Không sao, chuyện tôi nói với cậu, cậu đã làm chưa? Lúc này, cả nhà ba người đều không hiểu gì hết. Khả Hân mới nhớ ra cái tên Henry này quen quen, hình như cô đã nghe thấy ở đâu rồi. Người đàn ông mặc vest đen đưa cho Lý Thế Bảo một tập hồ sơ, rồi cúi đầu xin phép cả nhà ra về. Đợi người đi rồi, lúc này anh mới giải thích. Thật ra cửa hàng trái cây đó của bà là do con mua lại ạ. Lúc này cả nhà của Khả Hân đều bất ngờ. Chú út lúc này mới thốt lên. Cậu là Henry? Dạ, chính là con ạ. Henry là tên của con khi con đi du học ở nước ngoài ạ. Khả Hân thật sự không ngờ Lý Thế Bảo làm việc này từ một năm trước, nên quay qua hỏi để mong tìm được đáp án. Vậy kết cuộc chuyện này là như thế nào vậy? Lý Thế Bảo đưa tay vuốt tóc cô, cưng chiều nói. Thật ra từ cái hôm mà anh nói muốn chịu trách nhiệm về em, anh đã cho người điều tra và biết được chuyện của em. Vì thế anh đã cho người mua lại tất cả những gì là tâm huyết của bà, định sau này sẽ làm của hồi môn cho em. Quay qua chú út, Lý Thế Bảo nói. Thật ra con muốn Khả Hân làm người phụ nữ của con từ hơn một năm trước, nhưng cô ấy luôn từ chối con. Đến tận bây giờ cô ấy mới chấp nhận yêu con. Mà cô ấy
có một người chú yêu thương cô ấy như vậy, nếu con muốn giúp đỡ gia đình. Lúc đó con chưa có tư cách, để con chỉ có thể giúp chú Út như vậy thôi. Nhìn lại cô, Lý Thế Bảo nói, có bây giờ anh đã cho người sang tên toàn bộ đất đai và cả cửa hàng trái cây của bà cho em rồi. Giờ em là chủ ở đó, em muốn làm gì hay cho ai em hoàn toàn có quyền quyết định. Khả Hân thật sự rất cảm động, cô không biết mình tu phước đức gì mà lại được Lý Thế Bảo yêu thương đến như vậy. Dừng dừng nước mắt, cô nói, Nhưng mà em không đáng để anh làm như vậy. Anh biết em... Lý Thế Bảo dường như biết cô sắp nói ra điều gì nên cướp lời. Là em, anh đều cảm thấy xứng đáng, vậy nên em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Khả Hân xúc động quay qua ôm Lý Thế Bảo, nói, tại sao anh lại tốt với em như vậy chứ? Anh thật sự rất ngốc. Lý Thế Bảo không nói gì, chỉ mỉm cười và ôm cô lại. Chú và thím thấy anh yêu thương cháu gái của mình như vậy cũng thật sự rất vui và yên tâm để giao Khả Hân cho anh. Đợi Khả Hân hết xúc động, Lý Thế Bảo nói, giờ đừng suy nghĩ nhiều nữa, em cứ cầm lấy và quyết định mọi thứ đi. Suy nghĩ một chút, Khả Hân quyết định và nhìn chú thím Út, nói, dù gì con cũng chỉ có hai người là người thân duy nhất, mà một năm nay cửa hàng trái cây cũng đều do chú Út quản lý. Hay là bây giờ con giao nó cho chú thím Út, hai người hãy thay con sở hữu và gìn giữ nó. Chú Út và thím Út lập tức từ chối. Chú Út nói, cái này chú không nhận đâu, bởi vì hai lý do. Thứ nhất, nó là tâm huyết của anh hai, mà con là con gái của anh ấy nên con phải giữ nó. Thứ hai, nó được cậu Bảo chuộc lại nên chú không có quyền để nhận nó. Thím Út thấy chú Út từ chối cũng tiếp thêm lời, chú Út của con nói đúng đó. Với lại hồi xưa lúc ba con còn sống rất tốt và thương chú thím, ba con không ngại thím là trẻ mồ côi mà vẫn cưới thím cho chú con và giúp đỡ làm ăn. Bây giờ đến cậu Bảo đây cũng giúp chúng ta, nên cách này chú thím không thể nhận được. Thấy mọi người không muốn nhận, cuối cùng cô nói, được rồi, nếu chú thím đã quyết định như vậy thì giấy tờ con vẫn sẽ đứng tên và giữ gìn chúng, còn việc kinh doanh thì chú thím cứ tiếp tục làm và lấy lời đó lo cho mấy đứa em. Con sẽ không lấy tiền nhà, tiền vốn hay gì nữa hết, được không ạ? Chú thím nhìn nhau rồi cuối cùng đồng ý với cô. Sau đó cả nhà tiếp tục dùng cơm, và hai ngày ở đây Khả Hân dẫn Lý Thế Bảo đi tham quan những nơi cô từng có kỷ niệm và ký ức ngày xưa kể cho anh nghe. Kết thúc hai ngày, cả hai từ xã chủ thím trở về và hẹn sẽ sớm về thăm mọi người lần sau. Lý Thế Bảo nói anh muốn dẫn cô đến trung tâm thương mại mua ít đồ cho cô, rồi đi siêu thị mua đồ ăn xong hết sẽ về nhà. Lúc xa bãi đỗ xe, Lý Thế Bảo có điện thoại gọi đến nên kêu Khả Hân lên xe trước, cứ bước qua ghế lái phụ để chuẩn bị mở cửa lên xe. Thì bất ngờ chiếc xe 7 chỗ đậu bên cạnh mở cửa, có người xuống bắt cô. Khả Hân chỉ kịp hét lên, Thế Bảo! Và rồi cô không biết gì nữa, bởi vì Khả Hân đã bị bịt miệng bằng thuốc mê và ngất xỉu. Đến khi cô mở mắt ra thì vẫn là người phụ nữ mà suốt thời gian qua cô không muốn gặp lại, người mà Khả Hân gọi là mẹ. Bà ta nhìn cô nói, con gái càng lúc càng xinh đẹp, lần trước trốn đi vậy mà được vào nhà hào môn gì. Hôm trước nếu không phải tao bắt gặp mày đi ăn với thằng nhà giàu kia và theo dõi, làm sao tao biết được con gái của tao bây giờ sống trong nhung lụa. Bà lại là bà? Không là tao thì là ai nữa chứ. Còn khốn, lần trước mày trốn đi tao đã bị lão già đó hành hạ đến thế nào mày biết không? Còn cái lão cha dượng của mày ham chơi cờ bạc, bây giờ lại gây ra một đống nợ mà tòa lấy tên tao ra. Bây giờ tao phải bắt mày bán cho bọn chúng mới mong chu được khoản nợ. Cười nhăm hiểm, bà ta nói tiếp, nên con gái à, cô mẹ sinh ra con, bây giờ con trả lại cho mẹ được rồi đó. Khả Hân khinh bỉ nói, bà kể công sao, bà sinh ra tôi
mà bà có thương tôi không? Nuôi tôi cũng là bà tôi. Đến khi bà mất, bà cho tôi tiền ăn học, nhưng tiền sinh hoạt hàng ngày cũng chính tôi tự làm thêm để sử dụng. Bà nuôi tôi được ngày nào mà bà kể công với tôi? Bà ta tức giận quát. Tao không cần biết, mày là con gái của tao, nếu mày phải trả hiếu cho tao, không cần nói nhiều nữa. Rồi bà ta lấy khăn bịt miệng cô lại và bịt mắt của cô, đến Khả Hân hoàn toàn không biết bà ta đang đưa cô đi đâu. Khả Hân sợ lắm, thật sự rất sợ. Cô không biết lần này Lý Thế Bảo có kịp đến cứu cô như lần trước không nữa. Cô cảm giác xe đi rất xa và rất lâu. Cuối cùng thì xe cũng dừng lại. Cái người đàn ông đi cùng bà ta nói: chúng ta không thể đi đường chính qua biên giới được, sẽ bị phát hiện. Bây giờ chỉ còn cách băng rừng để qua đó. Cô nghe thấy mà rất sợ. Nếu cô đi vào khu rừng này thì Lý Thế Bảo sẽ không thể nào tìm được cô, và Khả Hân sẽ bị đem đi bán. Bọn buôn người thì rất độc ác, nên cô rất sợ. Phải tìm cách chạy trốn thôi, nhưng mà phải làm cách nào đây? Lúc này Khả Hân lại mong gặp được Lý Thế Bảo. Dù có chết, cô cũng chỉ muốn chết trong vòng tay của anh mà thôi. Bọn chúng tháo bịt mắt của cô ra và dắt đi, tay thì bị trói, nên Khả Hân không làm gì được, đành phải đi theo và tìm thời cơ để trốn thoát. Vì ở đây gần biên giới, nên cô nghĩ rừng ở đây cũng sẽ có kiểm lâm và không đến nỗi có thú dữ, nên kệ, tìm cách chạy trước rồi tính sau. Đi bộ, vừa đi vừa nghỉ ngơi, hết nửa ngày thì ai cũng mệt mỏi, trời cũng sắp tối, nên bọn chúng tìm chỗ dựng trại để nghỉ qua đêm. Khả Hân nghe bọn chúng nói chuyện với nhau. Ê, con gái của mụ kia cũng ngon quá bầy, nhưng tiếc là đồ của lão đại chúng ta không được ăn trước. Đúng rồi, trước không, bọn bầy nghĩ ở nơi rừng rú thế này không phải quá thuận lợi cho chúng ta rồi sao? Chỉ cần giết con mụ già kia là được. Một tên có vẻ là đại ca lên tiếng. Chúng mày đừng có suy nghĩ đi nữa, khi lão đại nhìn hình ảnh của nó thì đã ưng rồi. Chưa không, bọn mình nghĩ bà ta thiếu tiền nhiều như thế, lão đại thả. Nói gì là chúng ta cờ bạc không phải đồng vợ đồng chồng, thì ai ép được bà ta? Mày đặt. Khả Hân xa bộ ngủ nên nghe thấy hết những lời bọn chúng nói. Cô không ngờ người mẹ mà lúc nhỏ mình luôn yêu thương bây giờ lại trở thành một người như vậy. Bọn chúng thay phiền nhau để cảnh giữ, nên cô không có cách nào để trốn hết. Đến ngày thứ hai, Khả Hân nghe bọn chúng bàn với nhau. Sáng mai, chúng ta đã đi đến giáp danh với biên giới rồi, mà nghe nói phía trước có lính canh rất nghiêm. Ngày mai, mày đi trước xem tình hình như nào, dù có gì ra hiệu, lúc đó bọn tao sẽ theo sau. Chúng em biết rồi ạ. Khả Hân nghĩ, vậy là ngày mai là thời cơ cuối cùng của cô rồi. Thế là cô nghĩ cách để chạy trốn, cả đêm không ngủ, chỉ mong chúng có sơ hở để chạy. Đang đi, Khả Hân xả bộ đau bụng, ngồi xuống, đi không nổi. Chỉ có khi đi vệ sinh, bọn chúng mới cởi trói cho cô, nên đây là cách duy nhất. Bọn chúng hỏi: con nhỏ kia, lại có chuyện gì nữa đây? Tôi đau bụng quá, xin các anh cho tôi tìm chỗ đi vệ sinh cái. Không phải lúc nãy mày mới đi à? Nhưng tôi lại đau nữa rồi, tôi xin các anh. Bọn chúng thấy như vậy nên cho cô đi, tháo dây cổ tay ra, rồi có một tên dẫn cô đi và đứng từ xa giữ. Nhân cơ hội này, Khả Hân cởi áo khoác, trèo lên nhánh cây thấp vừa. Khi nhìn từ xa, giống như cô đang ngồi, rồi nhẹ nhàng chạy đi, không dám để lại tiếng động. Đến khi cô chạy một đoạn khá xa thì nghe thấy tiếng chửi vọng đến. Khả Hân nghĩ chắc bọn chúng đã phát hiện ra, nên cô tìm nơi trốn. Đến khi tìm được ba tảng đá to để cô chui vào, bởi vì thân hình nhỏ nhắn, thêm cái cô ốm, nên Khả Hân cầm một nhánh cây to chui vào khe đá trốn. Nhìn lướt qua cứ tưởng là cái cây đang mọc ở đấy, cô im lặng không dám thở. Càng lúc Khả Hân càng nghe thấy tiếng của bọn chúng càng gần. Lúc này cô cảm thấy lạnh lạnh ở trên vai. Liếc mắt nhìn, Khả Hân nhìn thấy một con chăn
đang bò trên vai mình. Cô không dám thở, cố gắng giả chết để nó bỏ đi nỗi khác. Khả Hân thật sự rất sợ, muốn khóc thét, nhưng để bảo toàn tính mạng, cứ im lặng và dáng cầu nguyện để bọn chúng đi xa. Lúc này, có một tên nhìn về phía cô, nói: "Ở đằng kia có cái cây mộc kỳ kỳ, để tao đi qua xem thử." Cô nghĩ trong lòng, chết rồi, chuyến này tiêu rồi, ai sẽ đâu, khi tên đó đi đến gần thì con chăn ở trên vai cô từ từ bò ra ngoài. Tên đó nhìn thấy con chăn không đi đến nữa mà bỏ chạy. Công nhận cô sợ như vậy, cuối cùng không ngờ con chăn lại cứu mạng mình. Đến khi bọn chúng đi hết rồi, Khả Hân cũng chưa dám đi xa, lần đợi khoảng 30 phút sau cô mới dám ra. Khả Hân không biết đường nên cứ nhắm hướng ngược lại bọn chúng mà cắm đầu chạy. Đến khi mệt quá, nghỉ một chút rồi chạy tiếp. Vì không ăn uống cả ngày, nước cũng không có uống, nên cô thật sự mất rất nhiều sức. Mới ngồi một chút, Khả Hân nghe thấy tiếng bước chân đến, và cô đứng lên, cắm đầu chạy tiếp. Cô nghe phía sau nói: "Đứng lại." Nghe vậy, cô càng cắm đầu chạy nhanh hơn, đến khi mệt quá mà ngã xuống, ngất xỉu. Trong tiềm thức, cô nói với chính mình: "Thế bảo, em xin lỗi. Em không thể ở bên cạnh anh nữa rồi. Tạm biệt." Khả Hân bị ngất xỉu và không biết đã ngất trong bao lâu. Đến khi cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một cái trại. Nhưng phong cách dựng trại này rất giống với kiểu quân đội. Cô mừng rỡ, không lẽ mình được cứu rồi. Nhưng mà cũng không dám hy vọng nhiều, vì bọn bắt cóc cũng biết dựng trại. Cô lén đi xa, vén cửa trại lên thì cô thật sự rất mừng, vì đây đúng là trại của quân nhân rồi. Khả Hân bước ra thì có một người lính nhìn thấy và hỏi: "Cô đã tỉnh rồi sao?" "Dạ, là các anh đã cứu tôi." Người lính vừa rồi tiếp tục trả lời: "Đúng vậy, chúng tôi đang đi tuần thì thấy có người, tưởng bọn buôn người nên đuổi theo, ai dè là một cô gái." Người lính đó đưa tay mời cô đi đến đống lửa chạy mà có vài người nữa đang ngồi. Khả Hân đi theo và ngồi xuống. Trước hết, cô muốn nói lời cảm ơn. "Tôi thật sự rất cảm ơn vì các anh đã cứu tôi." Những người lính gật đầu, rồi người lính vừa rồi tiếp tục hỏi: "Chúng tôi giúp người là nhiệm vụ, nên cô đừng khách sáo. Nhưng vì sao cô lại ở đây?" Lúc này, Khả Hân đang rất sẵn sàng mà nói: "Tôi bị mẹ bắt cóc, đến đây để trả nợ. Bà ta bán tôi cho bọn buôn người, và chúng sợ bị phát hiện nên mới bắt tôi đi đường rừng." "Được rồi, hôm nay cô sáng ngủ ở đây, sáng mai chúng tôi sẽ dẫn cô về trụ sở và liên lạc cấp trên giúp cô trở về nhà." "Dạ, cảm ơn các anh ạ." Sáng hôm sau, Khả Hân đi theo mấy người lính đó đến doanh trại. Người đội trưởng ở đó có hỏi tên cô là ai để họ báo lên trên và tìm người nhà. Khi cô nói tên và người thân liên lạc thì người lính này hơi ngạc nhiên, vì tên người thân đến bảo lãnh Khả Hân là Lý Thế Bảo. Đến trưa, có một chiếc trực thăng của quân đội vừa đến. Từ trên trực thăng có một người đàn ông khuôn mặt lạnh lẽo, dáng người cao ráo và đôi mắt chim ưng bước xuống. Anh ấy vừa bước xuống thì tất cả những người lính ở đây đều nghiêm trang đứng chào nghiêm chỉnh theo kiểu quân đội. "Thưa thiếu tướng, người chúng tôi nói đang ở bên trong, có những tên buôn người, tôi đang cho người chia ra tìm và bắt bọn chúng." Người đàn ông đó không trả lời, chỉ lạnh lùng gật đầu rồi tiến bước vào trong. Khả Hân thấy vậy liền chạy đến ghế ngồi xuống như chưa có nghe lén chuyện gì. Vừa bước vào, người đàn ông đó đến bên ghế phía đối diện ngồi xuống và cất tiếng hỏi: "Cô là Nguyễn Khả Hân, bạn gái của Thế Bảo?" Khả Hân nhìn nét mặt người này, tự nhiên sụ ngang, gật đầu trả lời: "Vâng, là tôi." "Tôi là bạn của Thế Bảo. Mấy hôm nay, cậu ta có điện thoại nhờ tôi tìm người. Giờ gặp được cô ở đây, ngày mai tôi sẽ đưa cô về. Vì tôi hiện tại có chút việc ở đây, nên cô đợi thêm một ngày nhé." "Tôi cảm ơn anh rất nhiều ạ." Thật sự thì cô rất vui, cứ nghĩ là chết trong rừng rồi. Ai ngờ giờ được cứu nên Khả Hân rất mừng. Nhưng sao chỗ mắt cô tối đen, và rồi cô không biết gì nữa.
Trong cơn mê, Khả Hân cảm giác mình được ai đó bế lên một chiếc giường êm ái. Tay cô có cảm giác bị ai đó ghim. Cô muốn mở mắt ra nhưng lại không tài nào mở mắt lên nổi. Khả Hân cũng không biết mình hôn mê hết bao lâu. Đến khi cô lờ mờ tỉnh dậy thì cảm giác ở eo có cánh tay ôm lấy. Quay qua nhìn thì cô thấy Lý Thế Bảo đang ôm cô ngủ. Nhưng đây là phòng ngủ của doanh trại mà, tại sao Lý Thế Bảo lại đến được đây? Đang tự đặt ra câu hỏi thì anh tỉnh dậy, thấy cô đã tỉnh, anh hỏi: "Em thấy trong người thế nào rồi?" Anh nghe Quang Đạt nói, em ngất xỉu, để anh không đợi được ngày mai em về, đành đi chuyên cơ riêng đến đây. Anh rất lo lắng cho em, cưng à. Khả Hân cảm động và rất vui vì gặp được anh ấy ở đây, giúp vào trong lòng anh, cô nói: "Em không sao, gặp anh em đã khỏe hẳn rồi." Lý Thế Bảo hôn lên môi cô, cưng chiều nói: "Em ngủ đi, anh ở đây, rồi sáng thức dậy chúng ta lập tức về, được không?" "Dạ được." Khả Hân hôn lên môi Lý Thế Bảo rồi chui vào lòng anh, tìm tư thế thoải mái để ngủ. Anh cũng hôn lên trán cô, nói: "Ngủ ngoan." Sáng hôm sau, sau khi cảm ơn mọi người xong, hai người chia tay với bọn họ và lên chuyên cơ của Lý Thế Bảo trở về thành phố. Về đến nhà, mọi người đều đi ra ngoài cửa đợi cô. Bà chủ vừa thấy Khả Hân bước xuống xe đã vội chạy đến ôm cô, khóe mắt bà hơi đỏ, hỏi: "Con gái, con có sao không? Trông người thế nào rồi? Để ta xem có bị thương ở đâu không." Rồi bà xoay trái xoay phải xem cô có bị thương gì không. Khả Hân vui vẻ nói: "Dạ thưa bà chủ, con không sao ạ." Bà quản gia và mọi người kiểu lo lắng cho cô quá, cũng không kể gì nữa, chạy đến quanh cô hỏi thăm. Bà quản gia nói: "Con về nhà, mọi người mừng lắm, mấy hôm nay ai cũng lo." Mấy chị làm chung vừa hỏi thăm vừa tức giận: "Đúng đó, bé Hân, ai cũng sợ, không biết em thế nào. Mẹ em đúng là người phụ nữ độc ác." Cô thật sự rất vui vì thấy mọi người ai cũng thương mình và lo lắng cho cô. Mỉm cười, Khả Hân nói lời cảm ơn: "Em cảm ơn mọi người đã thương yêu và lo lắng cho em mà." Lúc này Tuệ Nhiên nói: "Mọi người cho bé Hân vào nhà nghỉ ngơi đã, đứng ngoài đón nắng." "Đúng rồi ạ." Ông chủ thì đứng từ xa nhìn và mỉm cười không nói gì. Lúc này Lý Thế Bảo đi đến và nói: "Mọi người vào nhà đi." Khả Hân vui vẻ chuẩn bị bước vào nhà cùng mọi người thì tự nhiên choáng váng, trước mắt tối đen, cô chỉ nghe được Lý Thế Bảo kêu một tiếng và mất đi ý thức. Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường ở trong phòng ngủ của Lý Thế Bảo. Trong phòng không có ai nên cô định ngồi dậy đi xuống dưới nhà. Lúc này cửa phòng mở ra, bà chủ đang bước vào phòng, phía sau còn có ông chủ nữa cũng đang đi vào. Cô sợ mọi người sẽ nói mình ngủ trên giường của thiếu gia và biết hết mọi chuyện nên Khả Hân nhanh chóng ngồi dậy để nhảy xuống giường. Bà chủ thấy cô gấp gáp như vậy nên chạy xiết đến đỡ cô và nói: "Con nằm đi, đừng có ngồi dậy, con cần phải nghỉ ngơi, cái con bé này." Ông chủ cũng vui vẻ nói: "Đúng rồi, con đừng có ngồi dậy gấp gáp như vậy, ảnh hưởng đến sức khỏe và em bé." Lúc này Khả Hân hết hồn: "Ủa, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Em bé là sao?" Chiều Kim biết chuyện gì đang xảy ra thì Lý Thế Bảo bước vào, đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống hôn lên trán cô nói: "Bé cưng, chúc mừng em, chúng ta được làm ba mẹ rồi." Khả Hân còn chưa khỏi hoang mang thì ông chủ nói: "Thôi, hai đứa con nói chuyện đi rồi nghỉ ngơi một chút, đến giờ cơm xuống dưới nhà chúng ta ăn cơm rồi nói chuyện với nhau." Rồi ông quay sang bà nói: "Chúng ta đi thôi, để tụi nhỏ nói chuyện với nhau." Bà nghe ông nói vậy cũng đứng lên đi theo ông ra ngoài và không quên đóng cửa lại. Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà mọi người nói là thế nào nên quay lại hỏi Lý Thế Bảo: "Anh, mọi chuyện là sao vậy? Với lại mọi người Lý Thế Bảo nằm xuống cạnh cô, ôm Khả Hân vào lòng, anh nói:
Lúc vừa về em ngất xỉu nên anh lập tức đưa em về phòng. Anh gọi bác sĩ gia đình đến khám bệnh cho em. Ông ấy nói em ngất xỉu là do đang mang thai mà căng thẳng mệt mỏi quá. Nhưng muốn chắc chắn 100% thì nên đến bệnh viện khám lại. Khả Hân nghe anh nói vậy mừng rỡ rơi nước mắt. Hôm nay vào giờ cơm, cô định đi qua phía bà quản gia đứng để đợi phục vụ như mọi khi. Nhưng Lý Thế Bảo kéo tay cô đến ghế bên cạnh anh ngồi xuống. Suốt bữa ăn, Khả Hân thật sự rất ngại ngùng và hồi hộp. Nhưng mọi người thì rất tự nhiên, bà chủ còn gắp thức ăn cho cô nữa. Sau bữa cơm, mọi người lên phòng ăn trái cây, ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng bữa tối hôm nay thật đặc biệt. Bởi thường đến giờ này, mọi người đều trở về khu nhà dành cho người làm hết. Ở trên nhà chính chỉ có mỗi bà quản gia và cô ở lại để xem chủ có sai bảo thì làm. Nhưng hôm nay tất cả người hầu trong nhà đều tập trung ở đây, chỉ trừ bảo vệ của biệt thự mà thôi, kiểu giống như họp hội đồng quản trị vậy đó. Hồi hôm xem mọi người nói gì, bởi đáng lẽ cứ phải đứng, mà giờ đây lại đang ngồi bên cạnh Lý Thế Bảo, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tim của cô từng phút từng giây đều căng thẳng. Thì lúc này ông chủ, người có quyền nhất trong nhà, lên tiếng. Thế nào? Hai đứa lại im lặng mà không nói gì hết. Bộ định sinh con ra luôn rồi mới nói với cả nhà chuyện của hai đứa con à? Khả Hân cũng không biết nói sao nên cúi đầu. Có Lý Thế Bảo ở trước mặt mọi người ngang nhiên ôm eo cô nói, thì như cả nhà đều biết rồi đó, con yêu Khả Hân, chúng con đang yêu nhau và hiện tại em ấy cũng đã có con của con rồi. Giờ ba mẹ chuẩn bị đám cưới cho hai đứa con là vừa. Ủa, gì vậy? Không phải hôm nay hai người mới công khai với mọi người và mong họ đồng ý sao? Nhưng Lý Thế Bảo nói là sao vậy? Khả Hân ngước mặt hỏi anh. Ủa, anh nói vậy là sao? Lúc này thì không phải một mình Lý Thế Bảo mà cả nhà đều đồng thanh nói, giống như có luyện tập từ trước vậy. Cả nhà đều biết hết rồi. Thật sự quá bất ngờ, lúc này cô mới mở to mắt ra nhìn mọi người. Bà thấy vậy nên là người lên tiếng trước. Thật ra cả nhà đều biết con và Lý Thế Bảo yêu nhau lâu rồi, chỉ là mọi người đều không nói mà thôi. Biết hết rồi sao? Khả Hân không hiểu gì nên hỏi lại. Là sao ạ? Lý Thế Bảo nhéo nhẹ lên mũi cô, cương chiều nói. Thì mọi người đều biết anh và em yêu nhau từ lâu rồi, chỉ là em cứ muốn giấu để mọi người mới không nói thôi. Giờ thì cô đã hiểu vấn đề, cô hỏi. Nhưng không phải ông chủ không cho phép anh yêu em sao? Ông ngạc nhiên nhìn cô hỏi. Vì sao cô lại nghĩ ta không chấp nhận con và không cho Thế Bảo quen con? Chuyện nghe lén thật sự không hay. Lúc này cô cúi đầu nói. Con xin lỗi ông chủ, lần mà anh Thế Bảo vì con đuổi hai người tiếp tân, con vô tình nghe ông chủ và anh ấy nói chuyện à? Lý Thế Bảo hỏi cô. Em nghe được gì? Em nghe ông chủ nói bảo anh hãy chấm dứt ngay chuyện này, nếu mẹ anh biết thì lớn chuyện. Lần đó ông chủ tức giận vì anh làm lớn chuyện trong công ty mà. Ông thì cười hả hê, có Lý Thế Bảo thì đập tay lên trán kiểu bất lực rồi mới bỏ xuống, quay qua hỏi cô. Thì ra suốt thời gian qua em không đồng ý công khai là vì chuyện này. Khả Hân mạnh dạn gật đầu. Lý Thế Bảo tức quá kêu một tiếng rồi tiếp tục nói. Nếu đã lỡ nghe lén rồi, tại sao em không nghe cho hết mà mới nghe bao nhiêu là bỏ đi không nghe tiếp? Ủa, nghe lén là sai mà, cô không nghe hết cũng sai sao? Khả Hân liền phản đối. Nghe lén là chuyện không nên, bởi vậy em không nghe tiếp. Với lại lúc đó thái độ của ông chủ rõ ràng như vậy rồi, còn nghe gì nữa? Lý Thế Bảo lúc này mới giải thích. Em không nghe hết câu chuyện mà đã tự phán xét rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Bà chủ lúc này mới lên tiếng. Thật ra Thế Bảo yêu con, cả nhà đều biết. Là cái lần con bị đâm dù hôn mê suốt mấy tháng, mà ở nhà này ai cũng yêu thương con, nên mọi người
muốn con là một gia đình với chúng ta. Vì vậy, những lần con hẹn hò với Thế Bảo, ai cũng giả vờ như không biết gì cả. Lúc nghe bà chủ nói xong, Cờ xúc động hỏi: Bà chủ, người không chê con sao? Bà chủ cười vui vẻ, nói: Một đứa con gái ngoan ngoãn lại xinh đẹp như vậy thì ta chê kiểu gì? Con cảm ơn bà chủ, cảm ơn người đã yêu thương con. Bà chủ cười hiền hậu, nói: Để lúc nào rồi mà con gọi là bà chủ, phải gọi là mẹ, hiểu không? Ngại ngùng, nhưng khi nghe thấy như vậy thì cô thật sự không kêu được. Lúc này bà chủ còn vui vẻ quay ra sau hỏi lớn: Ở đây có ai chấp nhận Khả Hân làm thiếu phu nhân không vậy? Thì lúc này họ lại đồng thanh lần thứ ba trả lời: Chúng tôi đều chấp nhận ạ. Cô rất cảm động và rưng rưng nước mắt. Em cảm ơn mọi người đã không chê em. Lý Thế Bảo bá đạo đói mà không nể mặt bà mẹ. Anh rất yêu em và không chê em thì hỏi ai dám chê em đây. Và cuối cùng mọi thứ đã được giải quyết, cả nhà đều vui vẻ nói chuyện với nhau. Buổi tối khi hai người đang chuẩn bị đi ngủ thì Lý Thế Bảo có điện thoại là của Trần Quang Đạt gọi đến. Lý Thế Bảo bật loa ngoài để cô cùng nghe. Alo, tôi nghe đây. Một giọng nói trầm cất lên. Người mẹ vợ của cậu và đám người bắt cóc hôm trước tôi đã bắt được hết rồi, giờ cậu muốn tự mình ra tay hay để pháp luật trừng trị? Cậu cứ để pháp luật trị tội đi, nhưng cậu giúp tôi làm sao cho đám người đó và cả bà mẹ vợ kia của tôi cả đời này cũng không được tự do nữa. Nhờ vậy thì bọn chúng không cần ra ngoài hại người nữa. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Dứt câu, người đàn ông đó liền cúp máy. Lý Thế Bảo nói chuyện điện thoại xong quay qua hỏi: Anh quyết định như vậy em có buồn không? Khả Hân lắc đầu nói: Em không buồn hay giận anh đâu, bởi vì người mẹ đó từ đầu đến cuối chưa bao giờ xem em là con gái của bà ấy. Anh biết không, lần vừa rồi em bị bắt cóc và nghe lén được bọn chúng nói chuyện. Bà ấy cờ bạc thiếu một đống tiền rồi bán em cho lão đại của bọn buôn người. Lý Thế Bảo ôm cô vuốt tóc cô an ủi: Em đừng buồn nữa, mọi chuyện đã qua rồi, giờ đã có anh bên cạnh nên em không cần phải lo lắng gì nữa hết. Thời gian thầm thoát trôi qua. Hơn một năm sau, sau khi cô sinh bé con xong, cuối cùng hai người cũng tổ chức kết hôn. Bà của Khả Hân mất, nhưng cô còn chú và thím út, họ đại diện bà mẹ bên nhà gái. Khả Hân đi theo chú đến nơi tổ chức hôn lễ và có Lý Thế Bảo đang ở trên sân khấu đợi cô dâu. Hôm nay anh không mặc vest đen như bình thường mà mặc trên người bộ vest trắng vô cùng trang trọng. Đi đến bên Lý Thế Bảo, chú út đưa tay cô trao cho anh. Trước khi đi xuống dưới sân khấu, chú út nói: Bây giờ chú sao Khả Hân cho con, tuy con bé không phải con gái ruột của chú, nhưng chú thương yêu con bé như con mình. Nếu một ngày con không còn thương yêu con bé nữa thì xin con trả con bé về cho chú và đừng làm nó tổn thương. Còn nếu con yêu thương con bé thì mong con luôn yêu nó như ngày đầu tiên con yêu nó, được không? Lý Thế Bảo nắm tay Khả Hân và hứa: Chú yên tâm, sẽ không có ngày con trả cô ấy về với chú đâu. Mỗi ngày con sẽ yêu cô ấy nhiều hơn và yêu cô ấy đến trọn đời. Con mong chú yên tâm ạ. Lý Thế Bảo nói xong, chú gật đầu vỗ lên vai anh ấy một cái nhờ đặt sự tin tưởng, rồi chú út mới đi xuống phía dưới. Nghi thức được cử hành trang trọng. Sau khi hoàn thành nghi thức, Lý Thế Bảo cúi xuống hôn lên môi cô thật sâu và nói: Khả Hân, anh yêu em, cho đời trọn kiếp anh đều sẽ yêu em. Chỉ cần bạn gặp đúng người thì bạn sẽ trở thành công chúa với người đó. Và khi bạn gặp được đúng người thì bạn sẽ cảm thấy mình được người đó yêu rất nhiều. Mặc dù trong tình yêu không có nhiều hay ít, nhưng yêu một người và người đó cũng yêu mình thì bạn luôn thấy mình cho đi chưa bao giờ là đủ cả. Quý vị và các bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc rồi. Quý vị và các bạn đừng quên like, chia sẻ, comment, đăng ký kênh cũng như nhấn màn hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có truyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.